Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 42. Xì. Giang Hoài máu tươi phun ra. Ở nơi này một cổ lực lượng va chạm dưới, sắc mặt trắng bệch. Ken két ca. Trong phảng phất, phía dưới tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được xương cốt gãy lìa tiếng. Không phải tới từ Diệp Thần, mà là tới từ Giang Hoài. Một giây kế tiếp, Giang Hoài hoảng sợ kêu lên, thanh âm đau khổ tột cùng, thân thể tại chỗ bay ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được trên người mình nặng bực nào tổn thương. Mắt xem mình muốn té xuống lôi đài, hắn chợt bức ra một giọt máu tươi sử dụng, xương máu bọc toàn thân. Đồng thời, một viên màu vàng kim đan dược ăn vào. Thân thể trạng thái dễ chịu hơn một ít. Hắn tay phải nắm lôi đài một cước, muốn trở lại lôi đài, nhưng phát hiện trước mặt đã xuất hiện một cái ôm mèo thanh niên. Chính là Diệp Thần. Hắn sắc mặt đại biến, cũng không để ý thủ đoạn ngạt độc, ống tay áo bây giờ bắn ra một mũi tên. Mũi tên hiện lên hắc, tốc độ cực nhanh, ngắn như vậy khoảng cách, căn bản không có tránh né có thể. Đây là hắn sư phụ giao cho hắn một đạo bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Đủ để ở thời khắc mấu chốt trọng thương phần lớn cường giả. Một khi đâm trúng, đại la kim tiên vậy cứu không trở về. Hắn muốn Diệp Thần chết. Hắn Giang Hoài tại sao có thể bị một tên phế vật đá xuống lôi đài. Mắt xem mũi tên thì phải chạm được Diệp Thần ngực. Đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần trong lòng tới con mèo kia meo meo trong mắt mở ra. Ánh mắt kia, tựa như thị huyết thượng cổ hung thú. Chỉ riêng một mắt lại để cho sau lưng hắn cấp cấp sinh lạnh, huyết dịch lại là ngưng lưu động. Một cổ vô hình uy áp hoàn toàn cắn nuốt hắn. Bót! Hắn trong mắt trợn to, bởi vì mèo kia meo meo lại đưa ra béo mập tay, trực tiếp nắm ở liền vậy mũi tên. Hắn nhưng mà biết mũi tên này thì bên trong có một đạo thượng cổ thuật pháp lực, loài người người tu luyện đều không cách nào ngăn cản, càng không cần phải nói một cái mèo. Ở trơ mắt dưới, mũi tên vỡ vụn, độc tính biến mất. Một cước dưới, hắn cảm nhận được Diệp Thần thực lực biến thái. Chí ít ở phản hư cảnh trên. Cái này đủ kinh người, nhưng không nghĩ tới tên này trong ngực mèo lại càng kinh khủng hơn. Giống như đại ma vương vậy. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Thần sát ý bùng nổ, bước chân đạp một cái, chân phải lần nữa ầm ầm ra. Lần này kết kết thật thật đập vào Giang Hoài ngực. Ngay tức thì một cái to lớn lỗ máu xuyên thủng. Thân thể không giữ lại chút nào oanh bay, tự nhiên máu tươi, một đạo đường parabol, nặng nề đập vào dưới lôi đài. Cái này xa xa vẫn chưa kết thúc, Diệp Thần năm ngón tay giương ra. Vậy cắm ở trên lôi đài nguyên bản thuộc về Giang Hoài dài chang bay đến lòng bàn tay của hắn. Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, dài chang mang hô khiếu chi thanh, bay ra ngoài. Lại là mang ngút trời chang ý, từ trên trời hạ xuống, cắm ở Giang Hoài ấn đường. Đợt khí dạo rực, vạn trượng bụi đất văng lên, đầu lâu nổ, không đầu chi thi, nổ tất cả mọi người con ngươi. Giang Hoài chết, ra tất cả mọi người dự liệu chết. Vốn cho là Giang Hoài sẽ đem Diệp Thần nghiền ép tới dưới lôi đài, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại là Giang Hoài té xuống lôi đài, liền mạng sống tư cách cũng không có. Thanh Loan Tông chẳng lẽ đều là những thứ này không chịu nổi một kích phế vật. Diệp Thần ôm trong ngực Tiểu Hoàng, như hàn mai độc lập, thanh âm lạnh như băng nhưng là tại tất cả người bên tai nổ vang. Những lời này, là Diệp Thần nói cho Thanh Loan Tông. Trong một cái chớp mắt này, tình cảnh yên lặng đến trình độ cao nhất. Thậm chí để cho người có dũng khí nghẹt thở cảm giác. Cho đến Thiên Tuyệt Thành bên ngoài một hồi gió lạnh tấn công tới, tất cả mọi người không nhịn được đánh giật mình một cái, mới hoàn hồn lại. Hạ một viên, dưới sàn sôi trào. Thậm chí ảnh hưởng còn lại mấy cái đang đào thải lôi đài. Y thần môn cái đó phàm căn phế vật lại hai chân chém giết Thanh Loan Tông Giang Hoài. Ta không có nằm mơ đi, tên kia nhưng mà ôm một cái mèo à, Giang Hoài lại liền ngăn cản tư cách cũng không có. Không có chút nào sức đề kháng lực à, cái này mẹ hắn thật là 5 năm trước bị vô tình đá xuống lôi đài phàm căn phế vật. Mới vừa rồi tên kia bùng nổ lực lượng trực bức phản hư cảnh à. Làm sao có thể? Tình cảnh đại loạn. Không thể tin. Ai cũng không nghĩ ra bọn họ nhất không coi trọng lại thắng à. Thậm chí để cho người hoảng như trong mộng. Giờ khắc này, bọn họ ánh mắt thay đổi kính sợ.
Giờ khắc này, bọn họ chỉ còn lại ngưng trọng và kinh hãi. Y thần môn Tiểu Bích và Lão Tiết hoàn toàn giật mình. Không biết nên nói cái gì. Y thần môn lại có thể thắng. Mà Kỳ Lâm nhưng là nằm ở trên ghế, ăn sờ nách khoai, liếc một cái Diệp Thần, tên này không làm ra vẻ sẽ chết. Bất quá thực lực xác thực mạnh không ít, cũng không biết hắn tại sao vậy. Còn có vậy trong ngực quất mèo là chuyện gì xảy ra? Tên này khi nào thì bắt đầu nuôi mèo? Trên ghế trọng tài Kỳ Tư Thanh mắt đẹp lưu chuyển, vốn là còn một ít lo lắng, thấy một màn này, trong lòng thạch đầu hoàn toàn rơi xuống đất. Xem ra, nàng đối với Diệp Thần lo lắng là dư thừa. Cái đó chân chính Diệp Thần trở về. Đối với hết thảy các thứ này rõ ràng nhất không ai bằng Trịnh Lão, hắn nghi ngờ nhìn một cái Diệp Thần, lần đầu tiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Một cái rõ ràng nhập thánh cảnh tu vi tiểu tử, lại nghiền ép cơ hồ sắp bước vào phản hư cảnh cường giả. Cái này đã không đơn thuần dùng khủng bố để hình dung, nhất định chính là yêu nghiệt. Mấu chốt giờ phút này, hắn còn không nhìn ra thằng nhóc kia sâu cạn. Giang Hoài. Đột nhiên, Thanh Loan Tông khu vực, Hoa Nhược Hoan và còn lại hai vị đệ tử thấy vậy không đầu chi thi, hoàn toàn kinh hô thành tiếng. Thanh Loan Tông đệ tử lại có thể rơi được kết quả như thế này, điều này thật sự là mất thể diện. Dù là trên ghế trọng tài vị kia Thanh Loan Tông trưởng lão cũng là tản ra một cổ cực mạnh tức giận. Hắn nhiều lần muốn ra tay, nhưng phát hiện một người thiếu nữ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa như chỉ cần hắn ra tay, cô gái này liền sẽ xuất thủ. Diệp Thần, người tự tìm cái chết, lôi đài cuộc chiến, điểm đến thì ngưng, người tại sao phải hạ như vậy ngoan thủ? Người biết Giang Hoài đối với chúng ta Thanh Loan Tông trọng yếu bực nào sao? Ngươi là ở chọc nhiều người giận. Hoa Nhược Hoan giận dữ hét. Sư tỷ, thỉnh cầu xuất chiến. Sư tỷ, ta cũng thỉnh cầu xuất chiến. Ta muốn cho cái thằng nhóc này cảm nhận được Thanh Loan Tông kiếm ý khủng bố. Hoa Nhược Hoan biết rõ Diệp Thần đáng sợ. Nhưng là nàng và Diệp Thần vốn là có thù. Đến lượt do nàng giải quyết. Nàng muốn không tiếc bất cứ giá nào chém chết hết thảy. Nàng muốn Diệp Thần hưởng thụ vô tận hành hạ. Hai người các ngươi lui ra, cái này y thần môn phế vật giao cho ta. Nói xong, Hoa Nhược Hoan liền đem trường kiếm bên hông rút ra, chuẩn bị đạp lên lôi đài. Diệp Thần hẳn còn không có khôi phục đan điền, đây là nhất cơ hội tốt. Sư tỷ, sư tỷ, hai người kia Thanh Loan Tông thiên tài đệ tử vội vàng nói. Dẫu sao xa luân chiến càng về sau, càng có lợi. Bọn họ hy vọng sư tỷ cuối cùng xuất chiến. Ngay tại lúc này, trên lôi đài người thanh niên kia lạnh nhạt thanh âm chậm rãi rơi xuống, các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nếu cũng muốn xuất chiến, vậy ta để cho các ngươi cùng tiến lên như thế nào? Dẫu sao ta không muốn lại tốn thời gian ở các ngươi đám này rác dưới trên. Lời này vừa nói ra, ngay tức thì đốt toàn trường. Bọn họ thật vất vả từ Diệp Thần nghiền ép Giang Hoài trong tỉnh hồn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại muốn một hơi khiêu chiến ba người. Một cái y đạo tông môn đệ tử lại có thể nói khoác mà không biết ngượng đến khiêu chiến ba cái Thanh Loan Tông cao cấp thiên tài. Người điên. Triệt triệt để người điên. Trịnh lão chân mày hơi co lại, khuyên nhủ, Diệp Thần, chuyện này không thể đùa bỡn, mặc dù ngươi phải đối mặt xa luân chiến, nhưng là xa luân chiến nói thế nào đi nữa vậy so một trọi ba tốt, cuồng ngông cũng phải có vốn. Đến lúc đó cầm mệnh bồi đi vào liền hối hận không kịp. Diệp Thần không để ý đến Trịnh lão, mà là nhìn về phía Hoa Nhược Hoan và còn lại hai người, dĩ nhiên, các ngươi nếu như sợ, ta từng cái giết cũng được. Chỉ bất quá thật không có có chọn chiến lực. Ba người tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu, cũng không nhịn được nữa, đồng loạt đạp lên lôi đài. Một khi Diệp Thần chiến thắng cái này ba người, tuyệt đối thành là từ trước tới nay đặc sắc nhất đánh một trận. Mấu chốt hết thảy các thứ này đều là tới từ một cái phàm căn phế vật à. Ai có thể nghĩ tới? Diệp Thần nếu ngươi cố ý tự tìm cái chết, vậy chúng ta Thanh Loan Tông là được toàn ngươi. Chỉ bất quá, ngươi lập tức sẽ hiểu, ngươi quyết định của hôm nay có buồn cười biết bao. Dứt lời, Hoa Nhược Hoan và còn lại hai người, trên người khí thế phóng lên cao. Leo lên đến mức tận cùng. Ba chuôi màu xanh linh kiếm trực tiếp sử dụng. Toàn bộ lôi đài khí thế cũng hoàn toàn thay đổi. Một người muốn giết ba người, căn bản không có thể. Trừ phi bước vào hư vương cảnh.
nhưng là Diệp Thần tuổi tác như vậy, đừng nói hư vương cảnh, coi như là phản hư cảnh cũng rất khó. Đối mặt cái này ba người, Diệp Thần cũng không dám xem thường, đem trong ngực tiểu hoàng thận trọng đặt ở xó xỉnh. Vốn cho là hết thảy dẹp yên, nhưng không nghĩ tới tiểu hoàng mở mắt ra, lại là đi tới Diệp Thần bả vai trên. Dường như muốn và Diệp Thần sóng vai tác chiến. Nếu ngươi muốn cùng liền đi theo đi, gặp nguy hiểm, mình chú ý. Dứt lời, hai đạo hàn mang bắn ra, chính là vậy hai vị Thanh Loan Tông đệ tử. Không có chút nào nương tay, một khi bị đụng chạm, thân thể tuyệt đối sẽ bị vô tình biến dạng. Diệp Thần tiện tay từ luân hồi mộ địa lấy ra một thanh kiếm, bởi vì luyện hóa thần lôi và tu vi tăng lên duyên cớ, hắn lực lượng và thân xác đã sớm thay đổi. Vang vang tiếng không ngừng vang lên, kiếm ý ngút trời, ngay tức thì bị Diệp Thần ngăn trở. Cánh tay có chút hơi tê dại chấn động ý, nhưng là không tí ti ảnh hưởng Diệp Thần cường thế. Bánh xe kiếm ý, hắn nhưng mà thừa kế vạn đạo kiếm tôn. Trừ vạn đạo kiếm tôn, Côn Lôn Hư bây giờ ai dám ở trước mặt hắn dùng kiếm. Hoa Nhược Hoan sở dĩ không ra tay, chính là ở xem xét Diệp Thần, rất sợ xuất hiện bất ngờ. Sư phụ tốt tiếng giao phó, nhất định phải cẩn thận Diệp Thần. Nàng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mắt xem hai cái kiếm của sư đệ ý sắp chiếm đoạt Diệp Thần, hắn vội vàng ra tay. Trong tay màu xanh linh kiếm, uyển như dao long bay lên không, phá vỡ thương khung. Thanh quang xé không gian, kịch liệt hỏa táng tiếng phải qua dọa người. Gió lạnh từng cơn, đọng lại lôi đài cùng cả cái quảng trường thiên tuyệt. Trong một cái chớp mắt này, cả thế giới, lâm vào như chết vắng lặng. Đây cũng là Hoa Nhược Hoan đạo. Vì ngày này, hắn chuẩn bị quá lâu. Thanh Loan Vân Du kiếm, chém. Một chiêu này thi triển, vô cùng nhức mắt. Khí tức cường đại thậm chí để cho Diệp Thần khó mà thở dốc. Diệp Thần phát hiện Hoa Nhược Hoan so với trước đó mạnh hơn. Rất hiển nhiên Hoa bà đối với cái này vận dụng bí pháp. Diệp Thần cảm giác, mình tim đập, tựa như theo một kiếm này càn quét tới, ngừng đập. Sự phát hiện này, để cho hắn lòng, đột nhiên trầm xuống, hắn thần sắc đổi được khó coi. Nguy cơ đột nhiên tới. Hơi thở tử vong, tựa hồ đem lôi đài hết thảy cuộn sạch. Trong chốc lát, Diệp Thần như lún vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Sư tỷ, chúng ta cho ngươi giúp một tay. Kiếm ý dưới, vậy hai cái sư đệ đi thẳng tới Hoa Nhược Hoan sau lưng, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi và chân khí liên tục không ngừng đi. Dị tượng chấn động, Thanh Loan Vân Du kiếm tựa như hóa là một đầu thanh loan, thân thể không ngừng khổng lồ. Tiên khí mười phần. Thanh Loan không ngừng đến gần Diệp Thần, nó miệng to dương ra, tựa như có thể chiếm đoạt cùng nhau. Diệp Thần giữ nhiều lành ít. Tự tìm cái chết. Ở hàn quang kia như dao long cuốn tới, phải đem Diệp Thần chiếm đoạt, ở huyết dịch gần như đọng lại trong nháy mắt, Diệp Thần lạnh lùng a đảo. Vậy nguyên bản luyện hóa ở trong người thần lôi lực ầm ầm bùng nổ. Hắn quanh thân quấn vòng quanh điên cuồng điện hồ. Cái này cùng bổn mãng linh phù sấm sét hoàn toàn không cùng. Cường đại hơn, thậm chí không cách nào khống chế. Diệp Thần quanh thân tựa như hình thành một đạo sấm ý trùm tia sáng. Lôi phá chín tầng trời. Một chiêu này là đoạn lôi nhân trong trí nhớ một số, cũng là để lại cho Diệp Thần không nhiều tài sản một trong. Thần lôi chỉ có phối hợp đoạn lôi nhân công pháp, mới có thể phát huy toàn lực. Diệp Thần mang theo vô số sấm ý, không khí nổ tung mở ra, một kiếm dưới, vạn vật biến ảo. Một kiếm dưới, thiên địa chấn động. Ung ung. Toàn bộ lôi đài lại xuất hiện từng đạo vết rách, trận pháp lại là cần phải sụp đổ. Một tia thần lôi ý cắn nuốt kiếm trong tay hắn, không chỉ như vậy, mi tâm bất diệt lửa cũng là ầm ầm xông ra. Tạo thành lôi hỏa. Hoa Nhược Hoan bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ cũng như này lực lượng, ở thần lôi và bất diệt lửa dưới ảnh hưởng, ba người khóe miệng tràn ra máu tươi. Lại bị cắn trả. Căn bản không địch. Còn muốn chống cự, đã như vậy, ta liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì là sợ hãi. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ánh mắt vô cùng ác liệt. Thời khắc này hắn quanh thân vần quanh lôi hỏa, giơ cao trường kiếm. Vạn trượng sấm sét ầm ầm rơi xuống. Rắc rắc, Thanh Loan Vân Du kiếm ý, trực tiếp văng tung tóe.
ba người thân thể lại là lùi lại ước chừng 5-6 bước. Lại còn là không địch lại. Trên lôi đài hơi thở quá kiềm chế, Hoa Nhược Hoan tựa như cảm giác bão táp muốn tới, vội vàng hướng bên người hai người nói, không tốt, mau rời đi. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lôi quang nổ tung, gió lớn gào thét. Màu đỏ lôi quang, như đạo đạo kiếm ý rơi xuống. Khí thế kinh khủng như núi cao hạ xuống, trấn áp bát phương. Quảng trường Thiên Tuyệt chu vi 10 dặm, hơi thở đều bị khống chế, còn lại lôi đài, rối rít dừng lại chiến đấu, bọn họ phát hiện mình tu vi tựa như bị áp chế. Rốt cuộc là lực lượng gì? Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía tay cầm sấm sét Diệp Thần, giờ phút này, thật giống như Diệp Thần mới là cái thế giới này nắm giữ. Có thật giống như, hắn một kiếm này một khi rơi xuống, chính là cuốn lên thiên quân vạn mã, cuốn lên muôn vạn tinh không cự thú, thế không thể đỡ. Rơi. Rốt cuộc, lực lượng kia rơi xuống. Lôi đài trận pháp ầm ầm vỡ vụn, căn bản chịu đựng không được. Thương khung rơi xuống nhất kích, tựa như hóa là ba đạo đồng loạt đánh phía Hoa Nhược Hoan và còn lại hai người. Cái này ba người toàn thân thật giống như bị giam cầm, nhúc nhích không được. Ai có thể nghĩ tới, cái này Diệp Thần lại vẫn có thể dẫn động sấm sét. Tên này không phải Y Thần môn đệ tử sao? Lại thế nào tu luyện thành thuộc tính? Mắt thấy một kiếm này rơi xuống, ba người nụ cười trên mặt đọng lại. Vẻ mặt đưa đám. Bọn họ muốn ngăn trở, nhưng là làm sao ngăn cản à? Căn bản không phải cùng một cấp bậc à? Mặt đầy kinh hoàng, mặt đầy hoảng sợ. Thậm chí vậy hai cái Thanh Loan Tông đệ tử lại cũng không chịu nổi cái này uy áp, đồng loạt quỳ xuống Diệp Thần trước người. Bọn họ muốn sống à? Đại nhân, cầu ngươi tha chúng ta một mạng. Nói còn chưa nói ra, cuồng bạo lực liền cắn nuốt Hoa Nhược Hoan và cái này hai người. Ba đạo thân thể, đồng loạt hóa là xương máu. Liền thi thể cũng không có. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, để cho cả thế giới hoàn toàn yên lặng. 7. Quảng trường Thiên Tuyệt, cho tới bây giờ không có giống giờ khắc này an tĩnh như vậy. Tựa như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Diệp Thần chém giết Thanh Loan Tông ngoại môn đệ tử, bọn họ có lẽ còn có thể hiểu. Thậm chí còn chém giết Giang Hoài, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhưng là Diệp Thần đối mặt hai vị Thanh Loan Tông thiên tài đệ tử, hơn nữa Hoa Nhược Hoan, làm sao có thể đơn giản như vậy chém chết. Hoa Nhược Hoan thậm chí là tiến vào trước 10 nhất định thí sinh à. Cũng là Thanh Loan Tông chống được cuối cùng hy vọng lớn nhất. Nhưng là giờ phút này, cái này hy vọng chỉ như vậy hóa là bọt. Ai có thể tiếp nhận à? Ước chừng qua 10 giây, yên lặng đám người mới truyền tới từng trận động tĩnh. Động tĩnh này càng ngày càng lớn, thậm chí thay đổi huyên náo không chịu nổi. Đây thật là cái đó Y Thần môn phế vật. Làm sao thay đổi bá đạo như vậy? Y Thần môn Đoạn Hoài An không thì không cách nào thi triển võ đạo sao? Càng bị đạo tông xóa đi đan điền, không có một người đan điền phế vật làm sao có thể dạy ra loại này học trò. Ngươi nói chuyện nhẹ một chút, không thấy đắc tội Y Thần môn Thanh Loan Tông bây giờ kết quả gì. Nếu như bị vậy Diệp Thần nghe được, nói không chừng trực tiếp tới xóa sạch ngươi. Vô số người lại nhìn về phía Diệp Thần, trong con ngươi chỉ còn lại sợ hãi và hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, có thể như vậy ung dung chém chết Thanh Loan Tông ba vị thiên tài đệ tử, thực lực liền rất có thể ở Thánh Vương cảnh thậm chí còn phản hư cảnh trên, mà Diệp Thần trên mình bộc phát ra nhập thánh cảnh hơi thở. Chẳng qua là vì tê liệt mọi người mà thôi. Tại chỗ phần lớn người tự xưng là không có Hoa Nhược Hoan thực lực, tự nhiên không dám sẽ ở Diệp Thần sau lưng nói Y Thần môn nói xấu. Tên này nhưng mà một cái chính cống người điên, quỷ biết một giây kế tiếp có thể hay không để ý hết thảy ra tay. Mà giờ khắc này dưới lôi đài một cái chống gậy bà cụ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn đều là dữ tợn. Thân thể của nàng run rẩy. Một cổ vô hình tức giận cuộn sạch mở. Hoa Nhược Hoan chết. Nàng thích nhất học trò lại chết. Chỉ như vậy bị cái đó tiểu xúc sinh chém giết. Nàng lúc ấy muốn ra tay căn bản không kịp à. Nàng hối hận mình, càng hận hơn Y Thần môn Diệp Thần. Như vậy cũng tốt so nàng một tay nuôi lớn đứa nhỏ, chỉ như vậy bị người hủy diệt. Không người nào có thể hiểu nàng lúc này trong lòng thống khổ, tức giận. Bót. Nàng đứng lên.
Cường đại kinh khí cuộn sạch, sau lưng cái ghế tại chỗ vỡ vụn là bột, sau đó một đạo kinh thiên gầm thét vang khắp ở toàn bộ quảng trường Thiên Tuyệt. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi, ngươi tên tiểu xúc sinh này, lại dám giết ta ái đồ. Còn ta như vui mừng mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, Hoa Bà Bà cũng không nhịn được nữa, trong tay cây nạng nướng tất hoàn toàn rụng, ánh sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Tựa như biến thành một chuôi không biết là chen vẫn là kiếm vũ khí. Cố nhiên không biết lai lịch, nhưng là vũ khí này lên ẩn chứa lực lượng nhưng đủ để khủng bố. Căn bản không phải người ở chỗ này có thể ngăn trở. Cây nạng trên hiện lên cường đại ngọn lửa thành hình, nhiệt độ chung quanh rất miễn cưỡng tăng cao mười mấy độ. Có chút đến gần người, trên người quần áo lại là trái biến hình. Mắt xem Hoa Bà Bà liền phải hướng lôi đài đi, một đạo xinh đẹp ảnh nhưng là chậm rãi rơi xuống, lại là chắn Hoa Bà Bà trước mặt. Xinh đẹp ảnh trường kiếm trong tay múa, một mặt ước chừng mấy chục trượng hàn băng chi tường đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa và hàn băng va chạm. Cơ hồ không phân cao thấp. Thành tựu Thanh Loan Tông trưởng lão, chẳng lẽ cầm chúng ta trọng tài làm không khí? Nếu như người cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách ta Kỷ Tư Thanh không khách khí. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm chỉ như vậy rơi xuống, lộ ra cô gái thiên tài không thể nghi ngờ. Trên lôi đài Diệp Thần lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên thấy Kỷ Tư Thanh ra tay, hắn biết Kỷ Tư Thanh rất mạnh, nhưng không nghĩ mạnh đến như vậy. Vậy cây nạng ẩn chứa lực lượng, chỉ như vậy bị chặn. Mặc dù Kỷ Tư Thanh lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng là dẫu sao nàng là tạm thời ra tay à. Cái này bé gái thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này Hoa Bà Bà thấy Kỷ Tư Thanh lại có thể ngăn ở trước mặt, còn người lạnh như băng, Kỷ Tư Thanh, người đây là quyết tâm muốn đảm bảo tên tiểu xúc sinh này. Ở sát lục chi địa ta xem ở ngươi mặt mũi bỏ qua tiểu xúc sinh này, nhưng là bây giờ xem ra, ta sai rồi. Ta ban đầu đến lượt giết tiểu xúc sinh này. Coi như ngươi là trọng tài, cái này Diệp Thần hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra quảng trường Thiên Tuyệt. Ngươi có thể đảm bảo liền hắn tạm thời, chẳng lẽ ngươi có thể đảm bảo hắn một đời? Mặc dù Kỷ Tư Thanh thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không úy kỵ, ngày hôm nay ai cũng không ngăn cản được nàng là Hoa Nhược Hoan trả thù. Thằng nhóc này giữ lại thủy chung là cái gieo họa, huống chi nàng đã cùng Diệp Thần ước định đánh một trận, đây chính là cái cơ hội. Kỷ Tư Thanh trên mình hiện lên một tia sát ý, gió nổi lên, ống tay áo múa, sợi tóc trôi giạt, trong mắt của nàng nhìn lướt qua Hoa Bà Bà, nói ta có thể hay không đảm bảo hắn cả đời, cái này tạm không nói, mới vừa rồi kết quả đếm lấy vạn người đều thấy được, rõ ràng là các ngươi Thanh Loan Tông đệ tử không địch lại, kỹ không bằng người, khó khăn nói ra chuyện thì phải trở mặt. Nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi cái này Thanh Loan Tông trưởng lão vậy chưa ra hình dáng gì? Hoa Bà Bà tức giận mặt đỏ tới mang tai, mới vừa muốn nói cái gì, Nam Minh đạo nhân lặng lẽ đi tới Hoa Bà Bà bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái Hoa Bà Bà bả vai, cho một cái tỏ ý ánh mắt, giao cho ta. Hoa Bà Bà do dự mấy giây, vẫn gật đầu, lui về phía sau một bước. Ta hy vọng người rõ ràng, Hoa Nhược Hoan và còn lại mấy vị đệ tử đối với tông môn mà nói quá trọng yếu, tông chủ nếu như biết kết quả, tất nhiên tức giận. Mà đến lúc đó giận cá chém thất đối tượng cái đầu tiên chính là ngươi ta. Nam Minh đạo nhân con ngươi híp lại, sau đó nhìn về phía Kỷ Tư Thanh nói, Kỷ tiểu thư, ngươi ta đều là trọng tài, hẳn biết lôi đài này là võ giả so tài địa phương, điểm đến thì ngưng. Nhưng là vậy Diệp Thần liên tục chém giết bốn người, hơn nữa còn là cố ý làm, có phải hay không có hơi quá? Còn có, từ mới vừa rồi Diệp Thần coi thường quy tắc giết người bắt đầu. Nơi này trật tự tất cả đều bị hắn phá hư, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sẽ để cho quảng trường Thiên Tuyệt biến thành giết hại chiến trường, cái này thì vi phạm Côn Lôn hư tông môn thiên tài trận chiến dự tính ban đầu. Đối với loại sát tâm này quá nặng người, ta cảm thấy chúng ta không nên để cho hắn tùy ý ngông là. Rất hiển nhiên, Nam Minh đạo nhân không dự định lưu lại Diệp Thần. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Tư Thanh còn không nói chuyện. Một bên Tuyệt Võ Tông Khâu Lạc Thành nhưng là đứng ra giúp đỡ nói, Tư Thanh, ta xem xét cái này người thanh niên rất nhiều lần, từ vừa mới bắt đầu, người này đạo thật giống như chính là sát đạo, ta cảm giác tên này nếu như lại để mặc cho đi xuống, tuyệt đối là Côn Lôn hư ác mộng, loại này không ổn định nhân tử,
nhất định phải nghĩ đủ phương cách trước thời hạn bóp chết nó. Nếu không cho hắn 20 năm, nhất định sẽ thành là Côn Lôn hư chí cao. Kỷ Tư Thanh tự nhiên không thể nào để ý tới, nhàn nhạt nói, Nam Minh đạo nhân, có một số việc là lớn thế nơi là, mới vừa rồi ta nhìn chân chân thiết thiết, Diệp Thần không có sai, nếu như sai, cũng là các ngươi Thanh Loan Tông vấn đề. Nghe được câu này, trên lôi đài Diệp Thần trong lòng ấm áp. 5-6 năm trôi qua, Kỷ Tư Thanh tính cách càng bộc phát lạnh như băng, nhưng là đối với mình cảm giác nhưng là vẫn không có đổi qua. Mặc dù không rõ ràng đối phương giúp mình lý do, nhưng là đã không trọng yếu. Cực điểm. Hắn bây giờ, có thực lực là người phụ nữ này che gió che mưa, trả lại những cái kia ngày xưa ân tình. Nam Minh đạo nhân biết Kỷ Tư Thanh sẽ nói như vậy, liền đưa tay ra, chỉ Diệp Thần, mở miệng nói, Kỷ Tư Thanh, ta bỏ mặc đi qua, chỉ để ý kết quả. Lúc này mới qua bao lâu liền chết nhiều người như vậy. Nếu như lại đào thải đi xuống, sợ rằng Côn Lôn hư người dự thi cũng biết giảm nhanh. Nam Minh đạo nhân đem hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước mấy bước tiếp tục nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy Diệp Thần hành vi đã phá hư quy tắc. Toàn bộ thi đấu cũng bởi vì hắn thay đổi chướng khí mù mịt. Loại người này tuyệt không thể lưu. Bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không, cũng không để ý ngươi có phải hay không đứng ở tiểu súc sinh kia lập trường, ngươi không có phản đối quyền lợi. 6 vị trọng tài đang đối với nào đó một chuyện có ý kiến khác thời điểm, có thể bỏ cho phiếu quyết định. Thiểu số phục tòng đa số. Đây là Kính Thủy Tiên Sinh nói lên. Kỷ Tư Thanh, ngươi có thể nhớ. Nghe được Kính Thủy Tiên Sinh, Kỷ Tư Thanh và còn lại mấy vị trọng tài diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Nếu như nhắc tới thi đấu chân chính uy tín người, chính là Kính Thủy Tiên Sinh. Trăm năm trước, hắn tự mình sáng lập cái này một thịnh thế, lại là kéo dài đến nay. Không chỉ như vậy, Kính Thủy Tiên Sinh học trò tên khắp thiên hạ, hắn là Côn Lôn hư cái đầu tiên bỏ ra tông môn tính chất thu học trò người. Côn Lôn hư rất nhiều trong tông môn trưởng lão đều là Kính Thủy Tiên Sinh học trò. Có thể gặp người mạch ánh sáng. Côn Lôn hư rất ít có người nguyện ý đắc tội quan hệ này mạng nghịch thiên, thực lực cường đại, đức cao vọng trọng cụ già. Kỷ Tư Thanh béo mập quả đấm cầm chặt, hàm răng cắn, nghiêm túc nói, Kính Thủy Tiên Sinh nói lên cái đó sự việc ta tự nhiên biết. Ta không có ý kiến. Được, Nam Minh đạo nhân ánh mắt bắn về phía còn lại 4 người, nói thẳng, cho rằng không nên xử trí Diệp Thần người, xin giơ tay. Dứt lời, nhưng không có người nào giơ tay. Trừ vậy Kỷ Tư Thanh lẻ loi tay Thanh Tú. Trừ chính nàng, tất cả trọng tài cũng đứng ở Nam Minh đạo nhân bên kia. Liền liền Trịnh lão cũng là như vậy. Hắn cố nhiên coi trọng Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần sát tâm quá nặng, loại người này sau này cực kỳ có thể đi đường quanh co. Đến lúc đó tổn thất liền là cả Côn Lôn hư. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn à. Nam Minh đạo nhân đối với cái kết quả này rất hài lòng, cười lạnh nói, Kỷ Tư Thanh, bây giờ kết quả rất rõ ràng, ngươi còn muốn ngăn trở. Kỷ Tư Thanh khẽ cắn môi, nàng không thể nào để cho Diệp Thần xảy ra chuyện, do dự mấy giây, trường kiếm chỉ một cái, mũi chân nhẹ một chút, đi tới trên lôi đài. Ngăn ở Diệp Thần trước người. Đây là quyết định của các ngươi, nhưng là ta Kỷ Tư Thanh vẫn là phải đảm bảo hắn. Như muốn động hắn, hỏi trước một chút ta kiếm có đáp ứng hay không. Kỷ Tư Thanh rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực xác thực mạnh không ít, thậm chí có thể nghiền ép 3 vị cường giả, nhưng là nếu như đối mặt những thứ này trọng tài và phía chính phủ lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, nếu như nàng không đứng ra bảo vệ Diệp Thần, ai tới bảo vệ? Nàng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Thanh Loan Tông Hoa bà thấy một màn này, nhưng là nhìn về phía Diệp Thần, tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi cả đời đều phải núp ở người phụ nữ sau lưng? Khoan hãy nói, ta thật xem thường ngươi loại này chỉ biết dựa vào người phụ nữ tiểu bạch kiểm. Không có Kỷ Tư Thanh, ngươi có thể sớm ở 5 năm trước liền chết, nào có tư cách đứng ở chỗ này. Kỷ Tư Thanh mới vừa muốn nói cái gì, một cái tay nhưng là vỗ vào nàng bả vai trên. Nàng thân thể ngẩn ra. Đặt ở bình thường, khác thường tính đụng nàng vai, đã sớm bị nàng một kiếm chém chết, nhưng là nàng biết đây là Diệp Thần tay. Giao cho ta đi. Một đạo từ tính thanh âm vang lên. Sau đó, Diệp Thần thân thể và nàng sát vai mà qua, lại là chắn trước người của nàng. Kỷ Tư Thanh lần đầu tiên phát hiện,
Diệp Thần vẫy nguyên bản suy nhược bả vai, lại có thể thay đổi rộng rãi liền rất nhiều hơn. Cái này không còn là một cái chán nản thiếu niên bả vai, mà là một người đàn ông bả vai. Đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Nhưng mà bọn họ thực lực, người căn bản ngăn cản không được à. Kỷ Tư Thanh do dự nói. Diệp Thần cười một tiếng, rất là ôn hòa, người phải tin tưởng ta. Đột nhiên, hắn xoay người, nụ cười ấm áp lại nữa. Sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, quanh thân đột nhiên dâng lên huyết sát. Mơ hồ bây giờ, trong cơ thể thật giống như vang lên tiếng rồng ngâm. Diệp Thần hàn mâu bắn về phía Hoa Bà và Nam Minh đạo nhân các người, gần từng chữ các người đám này đạo mạo nghiêm trang đồ, muốn đối với ta ra tay, ta không ý kiến, nhưng là có bút chướng có thể muốn tính một lần. Hắn dừng lại mấy giây, rồi sau đó, chợt đưa tay ra, chỉ hướng Thanh Loan Tông trưởng lão Hoa Bà. Gần từng chữ, bà cụ, trước ở sát lục chi địa lời thề ngươi có thể nhớ. Bây giờ cho ta cút đi lên nhận lấy cái chết. Thanh âm chấn thiên, tựa như chín tầng trời huyền sấm tại tất cả lòng người đầu nổ vang. Liên can Thanh Loan Tông căn cơ bối rối. Nam Minh đạo nhân vậy bối rối. Khâu Lạc Thành cũng là tròng mắt thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Y Thần Môn Tiểu Bích bụng miệng. Đang ăn quả vặt Kỳ Lâm cổ tay run một cái, quả vặt toàn bộ vẩy ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như bị Diệp Thần cái này giận dữ chấn trụ. Ai cũng không nghĩ ra, ở như vậy tình cảnh dưới, vậy Y Thần Môn Diệp Thần lại để cho một vị tông môn trưởng lão đi lên nhận lấy cái chết. Đây cũng không phải là giống vậy Tiểu Tông à. Đây là Thanh Loan Tông à. Hơn nữa vị trưởng lão này vẫn là Hoa Bà à. Hoa Bà ở Côn Lôn Hư danh tiếng vô cùng cái lực uy hiếp. Ở Côn Lôn Hư mặc dù không tính là cao cấp cường giả, nhưng cũng không phải một tên tiểu bối có thể đối với nàng như vậy hô to gọi nhỏ. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần đã điên rồi. Đây là một cái rác rưởi trước khi chết sau cùng vùng vẫy. Lại không nghĩ rằng, vào lúc này, Hoa Bà cười, âm u cười. Một giây kế tiếp còng lưng thân thể, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, trực tiếp bước vào đến trên lôi đài. Và Diệp Thần mặt đối mặt. Khí lạnh phun trào, để cho cả thế giới đều giống như động lại. Cái này thay đổi tới quá nhanh, Hoa Bà lại ứng chiến. Một cái thành danh đã lâu tiền bối lại ứng một cái không nghe thấy tiểu bối khiêu chiến. Như vậy khác xa cục diện, Hoa Bà tại sao phải ứng chiến? Chẳng lẽ muốn ngược giết cái này Diệp Thần, tới là Hoa Nhược Hoan trả thù? Đây là tốt nhất giải thích. Nam Minh đạo nhân rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Hoa Bà, ngươi làm cái gì vậy, ngươi thân phận, còn phải đối phó thằng nhóc này. Hoa Bà trả lời, trước mấy ngày, ta gặp phải thằng nhóc này, ngược lại là có ước định này. Vốn cho là thằng nhóc này bây giờ tình cảnh không dám ứng chiến, bây giờ nhìn lại tên này muốn trước khi chết vùng vẫy một phen, vậy ta liền để cho hắn rõ ràng cái gì mới thật sự là sợ hãi. Nam Minh đạo nhân không nói thêm gì nữa. Dù sao đều là chết, tiểu súc sinh này ngay trước vô số tông môn thanh niên tài giỏi đẹp trai mặt chết ở Thanh Loan Tông người trên tay, cái này hoặc giả so phía chính phủ lực lượng giết hữu hiệu hơn quả. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, nên tới vẫn phải tới. Nàng có thể cái gì cũng không lo lắng, nhưng là trận chiến này, nàng thật lo lắng. Thực lực chênh lệch quá khác xa. Diệp Thần chính là nhập thánh cảnh. Dù là có thể bùng nổ thánh vương cảnh đỉnh cấp cũng hoặc là phản hư cảnh sơ kỳ lực lượng, đối mặt Hoa Bà còn chưa đủ. Coi như là nàng đối mặt Hoa Bà, vậy không nhất định có phần thắng. Hơn nữa Diệp Thần đan điền chân khí không có nhiều ít, trận chiến này, cơ hồ là phải thua chi cục. Nàng mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nếu như ngươi không ứng chiến, không người biết trách ngươi, dẫu sao ngươi và người này chênh lệch quá lớn. Diệp Thần giờ phút này nhưng là trong tay sờ trong ngực Tiểu Hoàng, trả lời, người hãy yên tâm, không phải là một cái tuổi mãn kinh trước thời hạn bà cụ, nàng muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Nghe Diệp Thần như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, Kỷ Tư Thanh thở dài một tiếng, trực tiếp rời đi lôi đài, đứng ở dưới đài Kỷ Lâm vị trí. Tỷ tỷ, người nói Diệp Thần vạn cái chết làm thế nào? Kỷ Lâm có chút lo âu nói. Mặc dù có chút thời điểm. Nàng xem thường Diệp Thần, nhưng là nói thế nào đi nữa, nàng và Diệp Thần cũng có chút bằng hữu tình, nàng cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Kỷ Tư Thanh không nói gì,
mà là nhắm mắt, cố gắng muốn để cho mình tĩnh hạ tâm lai. Nàng giúp cái này phàm căn thiếu niên, dòng dã 5 năm dài, hai người cuối cùng không phải người cùng một đường, nàng không thể nào đảm bảo hắn một đời. Nếu hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần quyết định, đến lượt do một mình hắn gánh vác. Sống chết mặc cho số phận. Tỷ tỷ, người bỏ mặc Diệp Thần liền sao? Kỷ Lâm nói. Ban đầu ta khuyên qua hắn, chính hắn muốn cùng Hoa bà quyết định cái này lời thề, hắn cố ý muốn tìm cái chết, ta giúp hắn làm gì? Kỷ Tư Thanh lúc này khạc ra một câu nói, liền không để ý tới nữa Diệp Thần. Toàn bộ quảng trường cực kỳ huyên náo. Tất cả mọi người đều đang chê cười Diệp Thần không biết tự lượng sức mình. Nhưng là có một người nhưng là trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh lẫn trong đám người, dáng người trong trẻo lạnh lùng, tha phương tròn 5 mét chi địa, không có người nào. Chính là cái này 5 mét chi địa, một khi đến gần, người tu luyện cũng có thể thành là một pho tượng đá. Cái này thoáng như kỳ quan. Có vài người tự nhiên chú ý tới Ngụy Dĩnh, nhưng là bất kể như thế nào điều tra, cũng không biết Ngụy Dĩnh thân phận. Như vậy cũng tốt giống như đột nhiên xuất hiện ở Côn Lôn hư vậy. Giờ phút này Ngụy Dĩnh tuyệt hàn trên gương mặt, xuất hiện một màn giễu cợt, cái này diễm phúc ngược lại không cạn, Kỷ Thư Thanh đều như vậy ra sức bảo vệ. Ngụy Dĩnh à Ngụy Dĩnh, nếu như không có ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bắt được người đàn ông này tâm hồn thiếu nữ. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh trong mắt đột nhiên biến hóa, tựa như biến thành một người khác vậy. Sát huyết hàn thể, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, chúng ta đã thành qua hiệp nghị, van cầu ngươi giúp một tay Diệp tiên sinh. Thật cầu ngươi. Ngụy Dĩnh thanh âm có chút nức nở. Sát huyết hàn thể lắc đầu một cái, Ngụy Dĩnh, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra là thằng nhóc này lỗi do tự mình gánh. Liền Kỷ Tư Thanh cũng buông tha, ta vừa có thể làm gì, bất quá ngươi yên tâm, cùng thằng nhóc này sau khi chết, nếu như không có người nhặt xác cho, ta sẽ hỗ trợ mấy phần, cũng coi là cảm ơn thằng nhóc này cầm ta mang tới Côn Lôn hư. Cùng lúc đó, trung ương trên lôi đài. Một người già một trẻ bóng người, đối lập mà chiến. Cái này khác xa cuộc chiến tựa như chính là một chuyện tiếu lâm. Cố nhiên là cười nhạo, mọi người cũng là tò mò, vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử sẽ là một loại như thế nào kiểu chết. Hoa bà dửng dưng kiêu ngạo nhìn về phía Diệp Thần, gần từng chữ, hôm đó ta nói qua, tiểu xúc sinh, chỉ cần ngươi có thể chống nổi ta ba chiêu, coi như ta thua, vốn là ta định cho một mình ngươi chết tử tế pháp, nhưng là bây giờ ta thay đổi chú ý, một chiêu bên trong, ta thì phải để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần ôm trong ngực tiểu hoàng đã tỉnh, vươn người một cái, leo đến Diệp Thần bả vai trên, lông dựng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa bà. Nhẹ tiếng giống giận, tựa như tùy thời thì phải xông ra. Tiểu phế vật, người mèo ta nhìn rất không vừa mắt, đã như vậy, ta cũng cùng nhau xóa đi đi. Dứt lời, Phong bà động. Tiểu xúc sinh, chiêu thứ nhất người có thể tiếp theo, khả năng này là ngươi một lần cuối cùng hô hấp không khí cơ hội. Thanh hư trưởng. Hư lạnh dưới, một trưởng đánh ra. Hoa bà gầy đét trên tay vô số chân khí vần quanh. Thiên địa linh khí cũng hướng bàn tay nàng đi. Lôi đài lại là chấn động lên. Gió lạnh cuộn sạch, một cái giống như thực chất giống vậy trưởng ấn, hướng Diệp Thần nhanh chóng bắn tới. Trưởng ấn càng ngày càng lớn, thanh mang lộ ra, cơ hồ lấn át toàn bộ lôi đài. Nam Minh đạo nhân thấy Hoa bà không có nương tay, sờ một cái râu gật đầu một cái. Cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, đột nhiên quật khởi. Quá mức cổ quái. Lập tức chu diệt mới là mấu chốt. Ngay tại trưởng ấn đến gần Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần trường kiếm sử dụng, một kiếm ầm ầm đánh xuống. Một kiếm này bất diệt lửa ầm ầm nổ tung, kiếm ý mang ngọn lửa đồng loạt chém ở trưởng ấn trên. Vết rách xuất hiện. Diệp Thần trong lòng vui mừng, vốn cho là một chiêu hoàn toàn bị hắn phá, lại không nghĩ rằng, vậy đập bể trưởng ấn lại hóa là vạn đạo. Rậm rạp chằng chịt cuốn tới. Tựa như một con cự thú miệng to như chậu máu, muốn đem hắn chiếm đoạt. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ngón tay bắt pháp quyết, muốn ngưng trận ngăn trở, nhưng phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem trường kiếm trong tay để ngang trước mặt, kiếm ý không ngừng bổ ra. Ung ung, bổn mạng linh phù sấm sét nổ tung ra, đảo mắt bây giờ, đầy trời khắp nơi, bện ra một tấm thiên la địa võng.
ngăn ở Diệp Thần Thần trước mặt. Đụng, trưởng ấn đụng chạm, vốn là lưới sét và kiếm khí còn có thể ngăn cản mấy phần, nhưng đã đến phía sau, lưới sét trực tiếp bị vô tình biến dạng. Chênh lệch quá xa. Cố nhiên hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là đan điền chân khí nhưng là nhược điểm lớn nhất. Không chống đỡ được lâu như vậy. Rào 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 rào. Từng đạo trưởng ấn trọng hợp, hóa là thật thế chấp đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại chỗ bay ra ngoài. Huyết khí dâng trào, khóe miệng lộ ra một tia vết máu, thân thể nặng nề nện ở trên lôi đài. Tiểu súc sinh, một chiêu này như thế nào? Bất quá ngươi thật đúng là ngoài dự liệu à, giống vậy vãn bối rất khó chống nổi ta một chiêu này không chết, nhưng là ngươi nhưng làm được, không thể không nói, ta đối với ngươi sinh ra một tia tò mò. Hoa bà cười lạnh nói. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần đã như nỏ mạnh chi cung, chỉ cần lại còn một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần đứng lên, trong mắt khát khao nhìn chằm chằm Hoa bà, nhưng là cười lên, loại này lực lượng, chẳng lẽ ngươi là ở cho người cù lét ngứa không được? Hoa bà nghe được câu này, gương mặt dữ tợn, tiểu súc sinh, chết đến ập lên đầu, trả lời cứng rắn, ta xem ngươi có thể hay không chống nổi chiêu thứ hai. Một giây kế tiếp, nàng vậy gầy đét tay nắm cây nạng. Nhẹ nhàng ở trong không khí vẽ ra một đạo màu xanh phù văn. Phù văn lóe lên, hơi thở bùng nổ, Hoa bà mang theo binh khí cường thế ra. Ung ung, ngọn lửa bao phủ ở lôi đài, nhiệt độ ngay tức thì tăng cao gần 100 độ. Gió lớn cuộn sạch, kiếm khí ngang dọc. Từng trận tiếng nổ nổ tung. Theo vậy tiếng nổ nổ tung, đầy trời thanh quang, bồng bềnh bốn phương. Một khi chiếm đoạt Diệp Thần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước ra một giọt máu tươi, đồng thời, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Chính là Lâm Thanh Huyền ngân châm. Hắn không dám xem thường. Một khi không địch lại, thuận tiện lấy chiêu này bỏ chia. Tiểu súc sinh, chiêu này ngươi nếu không chết, ta liền phục ngươi. Hoa bà lần này có lòng tin cực lớn, đủ để nghiền ép. Dẫu sao có thể ở nàng sử dụng vũ khí còn có thể sống khỏe mạnh, cơ hồ không tồn tại. Huống chi một cái bị trọng thương phế vật. Nàng vũ khí nhưng mà thượng cổ linh thạch một số chế tạo, mà Diệp Thần kiếm trong tay nhưng không biết cái gì mặt hàng, làm sao ngăn trở. Ngay tại nàng cây nạng mang theo thiên địa ý muốn phá vỡ hết thảy thời điểm, nàng phát hiện thằng nhóc kia nhưng nhắm hai mắt lại. Hừ! Hoa bà hừ lạnh một tiếng, đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Toàn bộ quảng trường Thiên Tuyệt mơ hồ có một tia chấn động tiếng. Vô cùng kinh người. Mắt xem cây nạng muốn chạm được Diệp Thần. Diệp Thần mở mắt ra, cường đại tự tin lan ra, hắn trực tiếp vứt hết kiếm trong tay. Vẻn vẹn chỉ nắm một cây mắt thường cơ hồ không nhìn thấy ngân châm, xông tới. Giờ phút này, mọi người dưới đài cũng bối rối. Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh Diễn cảm lộ ra cổ quái, các nàng ở mọi người trong coi như rõ ràng Diệp Thần. Nhưng là hành động này thật khó mà hiểu à. Quang kiếm bằng thân xác ngăn cản. Cái này là dạng gì kẻ ngu mới có thể làm ra loại này quyết định. Vốn là có thể còn có cơ hội toàn thây, cứ như vậy, nói không chừng tại chỗ hóa là xương máu. Ở vô số người nghi ngờ trong mắt bên trong, Diệp Thần thi triển mượn thế chư thần phá. Một cổ thê lương cảm giác từ trên người hắn tản ra. Lôi đài ra lực lượng tựa như bị hoàn toàn hấp thu. Trong không khí linh khí cũng bị điên cuồng ngưng tụ. Ừ, Hoa bà cảm giác được không đúng. Nàng trong lòng thậm chí có một chút bất an, mơ hồ mà thành. Giống như muốn xảy ra chuyện lớn gì. Đột nhiên, nàng phát hiện Diệp Thần năm ngón tay dương ra, lại có thể điên cuồng hướng nàng cây nạng cầm đi. Rắc rắc, Diệp Thần có thể cảm giác đến càng đến gần, tay hắn cánh tay dường như muốn toàn bộ gãy lìa. Lực lượng này vượt xa hắn có thể chịu đựng. Không do dự nữa, Diệp Thần mi tâm bất diệt lửa ầm ầm chuyển tới trên tay. Ngọn lửa, sấm sét đồng thời vần quanh, Diệp Thần cố nén trên tay đau đớn, xông phá hết thảy trở ngại, trực tiếp nắm vậy cây nạng một đầu. À! Hắn nổi gân xanh, gầm thét tiếng tựa như một đầu nổi điên dã thú. Đồng thời, mượn thế chư thần phá hoàn toàn thi triển. Cây nạng lên lực lượng bị vô tình rời đi. Mượn thế mà là. Đây là. Hoa bà cảm giác được không đúng, muốn lấy lại cây nạng, lại không nghĩ rằng,
bên tai một đạo kinh thiên nộ hống nổ tung. Vũ khí của ngươi, ta muốn. Oanh! Mượn thế chư thần phá lực lượng ở nào đó trong nháy mắt bùng nổ, cả không tựa như ngày tận thế. Lôi đài lại là xuất hiện từng đạo kinh thiên ngân hành động. Diệp Thần mượn tất cả thế tại một cái tay khác trên cánh tay, một bước bước ra, một cái tay khác mang theo ngút trời lực nắm cây nạng ở giữa. Hoa bà phát giác nguy cơ, mới vừa bắt pháp quyết ngăn cản, một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng từ Diệp Thần trong thân thể bùng nổ. Vô biên đợt khí dạo rực chạy đi. Đụng! Hoa bà vậy nắm chặt trong tay cây nạng trực tiếp bị Diệp Thần cưỡng ép cướp đi. Đồng thời, một cổ lực lượng vô hình đem nàng đẩy ra. Nàng thậm chí suýt nữa ngã nhào trên đất. Chật vật đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ tới Diệp Thần một kích này, lại có như vậy hủy diệt lực lượng. Mấu chốt nàng còn phát hiện Diệp Thần lực lượng thật giống như và nàng giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Như vậy lực lượng tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở một cái như này phế vật trên mình. Hoa bà hoàn toàn kịp phản ứng, một bước bước ra, con kiến hôi, cầm ta vũ khí trả cho ta. Vẫn còn cho ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trên cánh tay cuồng bạo lực còn không có tiêu tán. Trong mắt hắn lại là tràn ra từng cơn vẻ điên cuồng. Ngươi muốn lấy lại, cũng phải có mệnh cầm. Dứt lời. Diệp Thần hướng một phương hướng bước ra ba bước, thân thể có tiêu trang chi tư, nắm chặt cây nạng cánh tay phải ầm ầm bùng nổ. Buông tay, kinh khí cuồng bạo ra. Vậy cây nạng nhất thời hóa là sao rơi, hướng bên ngoài vậy thiên tuyệt huyền nữ lưu lại vạn trượng băng kiếm đi. Vẫn thạch đập xuống phàm trần cũng không có như vậy nguy nga. Ầm, ước chừng 10 giây sau đó, ở vô số người ánh mắt kinh hãi dưới. Cây nạng lại cắm vào vậy vạn trượng băng kiếm một nơi. 100 mét trở lên, thậm chí có thể nói là sâu vào tầng mây. Nếu như không phải là người tu luyện mắt thường có thể đưa mắt nhìn khoảng cách xa, người bình thường căn bản không phát hiện được. Khoảng cách như vậy, vậy người tu luyện muốn lấy lại vậy rất khó à? Huống chi vậy dơ lên trời vật là vị kia đại năng lưu lại, cắm ở phía trên đồ, ai dám đi đụng chạm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần không chỉ chịu đựng được hoa bà hai chiêu, lại là ở chiêu thứ hai cầm hoa bà gây ra là như vậy chật vật. Cái này là dạng gì thiên tài? Tiếng thán phục uyển như sóng biển vậy ở trong đám người dạo dực. Kỷ Tư Thanh hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc, nằm mơ nàng vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Tên này rốt cuộc trải qua cái gì, có một cái chớp mắt như vậy gian nàng thậm chí cảm thấy cái này sau này thành tựu có thể và vậy chấn động Côn Lôn hư Diệp Thí Thiên có liều mạng. Nam Minh đạo nhân trong mắt thoáng qua một tia sát ý, hắn lần đầu tiên đối với Diệp Thần sinh ra mãnh liệt sát tâm. Mấu chốt Diệp Thần tồn tại, vượt qua xa có thể khống chế nhân tố. Không do dự nữa, liền đối với trên đài hoa bà nói, đuổi mau ra tay, giết thằng nhóc này. Hoa bà không để ý đến, hoàn toàn nổi giận. Cấp tốc hướng Diệp Thần phóng tới. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một cái chung quanh, không có trả tay, ngược lại thong thả ngón tay bắt pháp quyết. Linh thạch bắn ra, tâm trận lên, một đạo che đậy trận pháp tác dụng với trên lôi đài. Ngay tức thì, lôi đài hết thảy bị ngoại giới không phát hiện được. Hắn Diệp Thí Thiên thân phận vẫn không thể bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ có người chết mới có thể thấy được. Mà hoa bà ở hắn trong mắt, chính là cái này người chết. Hoa bà gặp Diệp Thần thiết lập trận, cười nhạt liền liền, con kiến hôi, ngươi là sợ tất cả mọi người biết ngươi chết có bao thê thảm sao. Khí thế của nàng leo lên, cơ hồ đã đến mức tận cùng. Giờ khắc này, nàng thậm chí là thiên thần. Nghiền ép hết thảy thiên thần. Con kiến hôi, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vô tận uy áp đi, lại bị tiểu hoàng hoàn toàn hóa giải. Diệp Thần nghịch trong tay ngân châm, ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ở ngươi trước khi chết, ta nói cho ngươi một cái bí mật, như thế nào? Hoa bà ngẩn ra, theo bản năng nói, cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần động. Vô tận lực lượng hướng ngân châm đi. Thân thể thần lôi điên cuồng xông ra. Đỏ thấm thần lôi vần quanh, hoảng như lôi thần. Hoa bà tự nhiên cảm nhận được thần lôi lực, nàng trong mắt trợn to, làm sao có thể, đây là thần lôi lực, ngươi.
Ngươi là... Diệp Thần ngân châm trong tay ngay tức thì dẫn động, một tiếng gầm thét vang khắp, ta còn có một cái tên chữ, tên là Diệp Thí Thiên. Nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía, bao trùm mở. Vèo, một tiếng, ngân châm tránh thoát Diệp Thần cánh tay, bay ra ngoài. Ùm ùm, sát ý bay lên, thiên địa lực hết sức là sử dụng. Màu đỏ thần lôi bọc, vô biên năng lượng, ngưng tụ, nho nhỏ ngân châm lại có thể tại chỗ mở rộng. Đảo mắt bây giờ lại là hóa là đỏ thẫm trăm trượng dài chen. Vờn quanh thần lôi dài chen. Lâm Thanh Huyền ngân châm vốn là mạnh mẽ, nếu là lại tăng thêm thần lôi lực. Ai có thể ngăn cản? Hoa bà trong mắt trợn to, tất cả đều là khó tin. Trong óc nàng chỉ có ba chữ Diệp Thí Thiên. Diệp Thần lại là lá phệ thiên. Làm sao có thể? Không thể nào. Hoa bà tại chỗ hủy bỏ. Nhưng là làm hắn cảm nhận được vậy trăm trượng dài chen lực lượng, nhưng lại không thể không tin. Một tên phế vật làm sao có thể nhanh như vậy tốc độ trưởng thành đến tình cảnh này. Trừ Diệp Thí Thiên đừng không giải thích. Diệp Thí Thiên thích mang mặt nạ, lại là dịch dung trạng thái kỳ nhân, không có ai gặp qua hắn bộ mặt thật. Chỉ biết là Diệp Thí Thiên tồn tại, tựa như ác mộng, một khi ra đời, tất nhiên đưa tới Côn Lôn hư động đất. Diệp Thí Thiên nắm trong tay thần lôi, ngọn lửa, thậm chí còn y đạo thông thần, căn cốt không tới 30. Hết thảy cũng vào thời khắc này và thanh niên trước mắt trọng hợp. Giờ khắc này, Hoa bà hoàn toàn chắc chắn, Diệp Thần chính là Diệp Thí Thiên. CMN, mình tại sao quay đầu lại chọc cái này một tôn sát thần? Mấu chốt hắn bây giờ dưới chân đạp địa phương chính là Thiên Tuyệt Huyền Nữ cảnh cáo mọi người chi địa à? Diệp Thí Thiên là Thiên Tuyệt Huyền Nữ đệ tử quan môn, như thân phận này, hắn có cái gì tư cách đụng chạm? Do không được nàng phản ứng, vậy mang theo thần lôi trăm trượng dài chen phá không tới. Nàng không có lựa chọn, cố nhiên bị thương, cũng là bước ra một giọt máu tươi ngăn trở đi. Máu tươi lực còn chưa phóng thích, dài chen trực tiếp phá vỡ. Máu tươi tại chỗ hóa là xương máu. Không cách nào ngăn trở. Ánh lửa chói mắt. Lôi quang lóe lên, đất đai run rẩy kịch liệt. Thần lôi cuồng bạo cắn nuốt Hoa bà thân thể. Ầm, Hoa bà lại cũng không chịu nổi, thân thể bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi lại là phun ra. Cuối cùng hung hãn nện ở lôi đài một góc. Nàng mới vừa muốn đứng lên, Diệp Thần nhưng là vọt tới, bởi vì thi triển một số thần lôi lực cùng với ngân châm, hắn đan điền lực lượng đã khô kiệt mấy phần. Cho nên... Diệp Thần phải ở Hoa bà thời điểm suy yếu nhất ra tay. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trảm Long vấn thiên kiếm trực tiếp sử dụng. Bình tĩnh lôi đài, vô biên đợt khí bị khuấy động. Gió lớn cuộn sạch, sóng lớn ngút trời. Diệp Thần giơ lên Trảm Long vấn thiên kiếm, trực tiếp hướng Hoa bà đầu lâu chém tới. Hoa bà sắc mặt đại biến, cố nhiên sợ Diệp Thí Thiên, nhưng là sống chết bây giờ. Nàng tuôn ra cường đại cầu sinh ý. Coi như ngươi là Diệp Thí Thiên thì như thế nào? Hôm nay ta như giết ngươi, tất nhiên danh chấn Côn Lôn hư. Hoa bà một trưởng vỗ ở trên lôi đài, già nua thân thể bay lên trời. Đồng thời, trong tay sử dụng một khối ngọc bội. Ngọc bội chi trên viết Thanh Loan hai chữ. Đây là Thanh Loan Tông Thái Thượng trưởng lão cho nàng bùa hộ mạng. Một khi bùng nổ, đủ để hủy đi hết thảy. Nàng vốn định đang đối mặt hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh cường giả sử dụng. Lại không nghĩ rằng lại dùng ở Diệp Thí Thiên trên mình. Mấu chốt nàng vốn là quyền chủ động hoàn toàn hóa là bị động à. Thanh Loan ngọc bội trôi lơ lửng ở trên lôi đài, ngay tức thì ngưng tụ thành một cổ xé trời khí thế. Cao nhất uy áp bao phủ, để cho người hô hấp cũng đổi là khó khăn. Thậm chí dần dần, ngọc bội trên trôi lơ lửng ra một đạo hư ảnh. Chính là Thanh Loan Tông Thái Thượng Trưởng Lão một niệm. Hoa bà vội vàng quỳ xuống, Thái Thượng Trưởng Lão, xin ra tay trấn áp thằng nhóc kia, thằng nhóc này giết ta Thanh Loan Tông mấy vị thiên tài đệ tử. Thủ đoạn âm ngoan, tuyệt không thể lưu. Dứt lời, hư ảnh kia nhìn lướt qua Diệp Thần, nhàn nhạt nói, chính là nhập thánh cảnh phế vật, đan điền linh khí khô kiệt, nếu dám động ta Thanh Loan Tông đệ tử, vậy thì xóa đi đi. Hồng quang lóe lên. Hư ảnh hóa là một đạo dễ như bỡn kiếm ý, chuẩn bị hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Hoa bà cười.
Đây cũng là nàng cơ hội. Ngay tại Thái Thượng Trưởng Lão hư ảnh ngưng tụ kiếm ý lúc đó, một mực nằm ở Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhảy lên. Lông xù tay nhỏ bé, đưa ra móng vuốt, điên cuồng hướng Thanh Loan Ngọc Bội bắt đi. Một đầu xúc sinh, liền Thái Thượng Trưởng Lão uy tín cũng dám khiêu chiến. Không biết sống chết. Lời nói vừa dứt, Hoa bà nụ cười đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì nàng phát hiện màu vàng kia mèo lại chạm tới Thanh Loan Ngọc Bội, không có một tia bị thương, lại là miệng mở mở, trực tiếp đem Thái Thượng Trưởng Lão hư ảnh cắn nuốt đi xuống. Triệt triệt để chiếm đoạt. Nàng thậm chí thấy hư ảnh kia trong con ngươi lại xuất hiện một màn sợ hãi. Hiển nhiên là sợ. Đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão một đạo lực lượng, làm sao biết sợ một cái bình thường mèo. Ngay tại lúc này, A Hoàng thân thể rơi ở trên mặt đất. Một đạo ánh sáng lóe lên, trong phảng phất, A Hoàng trên người có một đầu mãng hoang cự thú hư ảnh từ trong thân thể hiển lộ ra, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Cái này quất mèo lại là thượng cổ yêu thú, hơn nữa huyết mạch này. Lời còn chưa nói hết, Hoa bà chính là chú ý tới một đạo kiếm ý tấn công tới. Chính là Diệp Thần. Bây giờ nàng nào còn có ngăn trở dũng khí. Người nghịch thiên, hơn nữa một đầu nghịch thiên yêu thú. Nàng làm sao ngăn trở? Nàng hoảng sợ trong mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn Trảm Long Vấn Thiên kiếm ở nàng trên cổ vạch qua. Lách cách, một cái đầu lâu trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Cùng thời khắc đó, trên lôi đài che đậy trận pháp vậy không chịu nổi bên trong đợt khí đánh vào, vỡ vụn ra. Hết thảy rõ ràng. Dưới đài, vô số người trông mong ngóng trông, bởi vì ước chừng mấy phút trôi qua. Lại có thể không có một tia động tĩnh. Mấu chốt, bọn họ căn bản không thấy được bên trong phát sinh cái gì à. Kỷ Tư Thanh bề ngoài lạnh nhạt nhắm mắt lại, thực thì linh thức khuếch tán ra. Xem xét hết thảy. Nếu như Diệp Thần chết, nàng sẽ thời gian đầu tiên phải về Diệp Thần thi thể, chí ít náo nhiệt lớn táng. Đây là nàng duy nhất có thể là Diệp Thần làm chuyện. Tỷ tỷ, Diệp Thần nếu như chết, người sẽ khóc sao? Kỷ Lâm đa sầu đa cảm nói. Kỷ Tư Thanh vẫn không có nói chuyện. Đột nhiên, yên lặng đám người vang lên một giọng nói. Mau xem, lôi đài vừa có thể thấy rõ. Rốt cuộc thế nào, không đúng, có máu. Có người gục xuống, ha ha, nhất định là vậy y thần môn phế vật, Thanh Loan Tông Hoa bà nhất định chính là nghiền ép. Nhưng mà, rất nhanh, nói những lời này tiếng người âm hơi ngừng. Bởi vì một viên tóc tai bù xù đầu lâu từ trên lôi đài lăn xuống. Vô cùng dữ tợn. Lại là lăn ở liền Nam Minh đạo nhân bên chân. Là Hoa bà chết, lại có thể bị chém đứt liền đầu lâu. Làm sao có thể? Oanh! Dưới sàn đám người hoàn toàn nổ tung. Mỗi một người khi thấy đầu lâu kia, sau lưng cấp cấp sinh lạnh. Thanh Loan Tông trưởng lão lại có thể bị y thần môn một cái đệ tử bình thường chém chết. Làm sao có thể? Cảnh giới chênh lệch khổng lồ như vậy à? Mới vừa rồi lôi đài bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn phải tìm câu trả lời, tầm mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm một người thanh niên đứng ngạo nghễ bóng người. Người thanh niên kia trong lòng tới ôm một cái mèo, nhìn như người vô hại. Nhưng là giờ khắc này, nhưng là để cho mỗi một người cảm giác được đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thậm chí những cái kia đến gần lôi đài người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trong đám người Ngụy Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài không đầu khu, Tuyệt Hàn trên mặt xuất hiện một màn kinh hãi. Thằng nhóc kia lại có thể không có chết. Còn cầm Thanh Loan Tông trưởng lão chém giết. Làm sao có thể? Nàng trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Nàng và Diệp Thần tiếp xúc thời gian không tính là thiếu, so tại chỗ phần lớn người cũng rõ ràng Diệp Thần. Nhưng là căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại lớn lên nhanh như vậy. Rất nhanh, Ngụy Dĩnh từ trong kinh hãi tỉnh hồn lại, khóe miệng nàng hiện ra lau một cái không cho là đúng nụ cười. Diệp Thần à Diệp Thần, người coi như mạnh hơn nữa thì như thế nào, tiếp theo, người như đụng phải ta, vẫn sẽ thua, hơn nữa còn là thua thất bại thảm hại. Sự tồn tại của ngươi, đối với vậy nha đầu mà nói chính là một cái uy hiếp, ngươi nếu không chết. Vậy nha đầu liền không cách nào hoàn toàn đem thân thể giao cho ta, ta kế hoạch tự nhiên cũng đừng nghĩ hoàn thành. Đã như vậy, không ngại mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Ngụy Dĩnh chính là hướng trong đó một tòa lôi đài đi,
sắp đến phiên nàng. Cùng thời khắc đó, Kỳ Tư Thanh mở mắt ra, nàng có thể cảm giác được Kỳ Lâm tay nhỏ bé đang gắt gao bắt tay nàng, rất đau. Tỷ tỷ, Diệp Thần lại. Kỳ Lâm miệng mở to lớn, mặt đầy khó tin. Cái này mẹ hắn vẫn là nàng biết thằng nhóc kia sao? Phàm căn phế vật. Cái này nếu như vẫn là phàm căn phế vật, vậy toàn bộ Côn Lôn hư tất cả mọi người đều là phế vật à? Kỳ Tư Thanh nhìn lướt qua lôi đài, Diệp Thần cũng là nhìn về phía bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Tư Thanh thở ra một hơi. Nàng vậy mắt đẹp bên trong, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, tuyệt đẹp trên mặt mũi tất cả đều là ngạc nhiên, kinh ngạc, rung động. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Nhưng phát hiện cái đó nàng một mực rất hiểu người đàn ông, giờ khắc này lại vô cùng thần bí. Thần bí muốn để cho người không kịp đợi đi tìm hiểu. Diệp Thần, trên mình ngươi rốt cuộc có dạng bí mật gì? Mà giờ khắc này, Nam Minh đạo nhân thân thể run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân đầu lâu dữ tợn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hoa bà lại thật đã chết rồi. Những cái kia Thanh Loan Tông đệ tử bị giết, có thể không tính là cái gì. Nhưng là Thanh Loan Tông một vị thành danh đã lâu trưởng lão ở trước mặt nhiều người như vậy bị giết, đây chính là Thanh Loan Tông làm nhục à. Nếu như Diệp Thần không chết, hắn phải nên làm như thế nào giao phó? Diệp Thần, người thật là to gan, lại dám giết ta Thanh Loan Tông trưởng lão. Một tiếng gầm thét vang khắp, Nam Minh đạo nhân một bước bước hướng lôi đài. Không chút do dự nào, sử dụng trường kiếm, hướng Diệp Thần ngực đi. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần chân khí đã khô kiệt, thân thể chính là thời điểm suy yếu nhất, nếu như bây giờ không động thủ lại phải chờ tới lúc nào. Diệp Thần tự nhiên cũng không nghĩ tới Nam Minh đạo nhân lại đột nhiên ra tay, muốn phản ứng, nhưng là không kịp rồi. Hắn thân thể quá yếu ớt. Ở nhỏ như vậy trước mặt người, hắn hiện ra hết chật vật. Kỳ Tư Thanh nhận ra được không đúng, nhanh chóng hướng Diệp Thần lao đi. Nhưng là hiển nhiên không còn kịp rồi. Nàng khoảng cách Diệp Thần quá xa. Đáng chết. Kỳ Tư Thanh không tiếc bước ra máu tươi, vận dụng bí pháp, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Nam Minh đạo nhân, ngươi nếu dám động Diệp Thần một chút, ta sẽ tự mình giết tới Thanh Loan Tông, nói được là làm được. Nàng chỉ có thể lấy này uy hiếp, nhưng là căn bản không có dùng. Nam Minh đạo nhân kiếm trong tay ý ngược lại hơn nữa đáng sợ. Mắt thường thậm chí không phát hiện được. Mắt xem trường kiếm thì phải đâm vào Diệp Thần thân thể, Diệp Thần thậm chí ngay cả động đánh đều biến thành sa cầu. Tiểu Hoàng muốn phải giúp một tay, nhưng phát hiện nó thân thể bị Diệp Thần vững vàng ôm. Nó tức giận gào thét, không có bất kỳ tác dụng. Mắt xem trường kiếm thì phải đâm rách Diệp Thần tim, một đạo thân ảnh già nua nhanh chóng tới. Ta y thần môn người, ai dám động? Tiếng giống giận này, long trời lở đất. Vang vọng ở quảng trường Thiên Tuyệt trên. Vô số người tìm bóng người nguồn, nhưng phát hiện đối phương quá nhanh, căn bản bắt không tới. Chỉ có Diệp Thần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Sư phụ tới. Y thần môn trưởng môn Đoạn Hoài An tới. Rồi sau đó, cuồng bạo tiếng gió tựa như vòi rồng như gió hạ xuống. Một giọng già nua lâm không mở ra, lưng đeo thần kiếm, khí thế ngút trời. Nam Minh đạo nhân cảm giác được sau lưng nguy cơ, rất sợ có biến, tia máu lóe lên, trường kiếm không chút do dự đột phá hết thảy trói buộc, hướng Diệp Thần ngực đi. Kiếm phong đã thẩm thấu mấy em. Liền chuẩn bị càng phát ra đi sâu vào lúc đó, bóng người đã rơi xuống. Tức giận tiếng bá đạo vô song, Nam Minh xúc sinh. Tổn thương đồ nhi ta, tự tìm cái chết. Đoạn Hoài An một trưởng đánh ra. Một trưởng này cuốn lên chu vi 10 dặm chân khí. 10 dặm trên, mưa máu thịt sống gió, mãnh thú gầm thét, tựa như một con cự thú từ Đoạn Hoài An trong bàn tay xông ra. Vô cùng bá đạo và bạo ngược, một khi đụng chạm, không chết cũng lên. Nam Minh đạo nhân sắc mặt đại biến, không để ý tới chém chết Diệp Thần, trường kiếm va chạm đi. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn xuyên thấu tới. Nam Minh đạo nhân thanh kiếm kia lại tại chỗ hóa là mảnh vỡ, vô số mảnh vỡ hoành bay. Có thể gặp Đoạn Hoài An một trưởng có đáng sợ dường nào. Nam Minh đạo nhân hoàn toàn thấy rõ người động thủ. Hắn nghĩ tới vô số loại có thể, chính là không nghĩ tới sẽ là Đoạn Hoài An.
Cái này không phải là bị đạo tông phế trừ đan điền sao? Làm sao có thể bộc phát ra loại này lực lượng? Còn không có cùng hắn hoàn toàn bừng tỉnh, Đoạn Hoài An một chưởng xuyên thấu hết thảy mảnh vỡ, không chút lưu tình đánh vào Nam Minh đạo nhân trên ngực. Xì. Nam Minh đạo nhân tại chỗ khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Lại là ở kêu rên bên trong, thân thể nặng nề đập bay ra ngoài. Cùng trong chốc lát, bạo ngược đợt khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn, Diệp Thần và Đoạn Hoài An dưới chân lôi đài ầm ầm sụp đổ. Văng lên cuồn cuộn bụi đất. Hai người bước vào bụi đất bên trong, biến mất không gặp. Mấy giây sau đó, lớn gió nổi lên, bụi đất thổi tan. Tất cả mọi người tại chỗ vang lên bên tai tiếng kêu thảm thiết, làm theo tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện một trong trọng tài Nam Minh đạo nhân, ngực xương gãy lìa. Máu tươi không ngừng từ trong miệng khạc ra. Không có sức xen in và chật vật. T. Thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ cũng hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Vậy xuất thủ rốt cuộc là ai? Lại một trưởng nghiền ép Nam Minh đạo nhân. Cái này muốn dạng gì lực lượng à? Bá đạo như vậy người, ta chân thực không nghĩ ra à? Đột nhiên lại lanh mắt người, gắt gao nhìn chằm chằm vậy một người già một trẻ hai đạo thân ảnh, kinh hô thành tiếng. Lão kia người không phải y thần môn trưởng môn Đoạn Hoài An à? Cái đó đã từng đan điền bị phế Côn Lôn hư thiên tài à? Hắn trở về. Cái gì, hắn lại có thể lần nữa bước vào võ đạo? Trời à! Một khắc sau, bên trong sân xôn xao, xôi trào, tất cả mọi người đều kinh hãi, trên mặt lại là vẻ hoảng sợ. Tại chỗ phần lớn người đều biết một chuyện. Y thần môn sa sút mới tại Đoạn Hoài An bị phế. Nhưng là nếu như Đoạn Hoài An lần nữa quật khởi, hơn nữa hôm nay đánh một trận thành thần Diệp Thần, còn ai dám nói y thần môn là rác dưới tông môn à? 7. Đoạn Hoài An xuất hiện thay đổi hết thảy, lại là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Nguyên bản bị Nam Minh đạo nhân nắm trong tay thế cục, hoàn toàn rời đi. Do Đoạn Hoài An nắm trong tay. Côn Lôn hư vốn chính là cường giả vi tôn, Đoạn Hoài An giờ phút này nơi triển lộ thực lực quá mức khủng bố. Cơ hồ nghiền ép Nam Minh đạo nhân à. Diệp Thần nhìn ngăn cản ở trước người Đoạn Hoài An, dài hô một hơi, sư phụ, người cuối cùng cũng tới. Đoạn Hoài An xoay người, sờ một cái râu, coi như ta không đến, ta tin tưởng ngươi vậy sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, hôm nay là chúng ta y thần môn bước ra bước đầu tiên thời điểm, làm sao có thể không đến, ta nhưng là phải xem ta tốt đồ nhi, dòm ngó ngôi báu thiên tài này cuộc chiến. Dứt lời, bốn đạo thân ảnh đồng loạt rơi xuống. Chính là trừ Kỷ Tư Thanh ngoài ra còn lại bốn vị trọng tài. Nam Minh đạo nhân thành tựu cái này trận thi đấu trọng tài, ở quảng trường Thiên Tuyệt bị thương, đây chính là việc lớn à. Một vị trong đó ông già vừa định đi đỡ Nam Minh đạo nhân, lại bị Nam Minh đạo nhân chặn lại. Nam Minh đạo nhân uống một viên đan dược, đứng lên, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Hoài An, gần từng chữ, Đoạn Hoài An, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Cái này Côn Lôn hư tông môn thiên tài cuộc chiến đứng sau lưng nhưng mà kính thủy tiên sinh. Ngươi đối với trọng tài ra tay, tin không tin đến lúc đó liền ngươi y thần môn cũng cùng nhau xóa đi. Trịnh lão cũng là mở miệng nói, Đoạn Hoài An, chuyện này ngươi quả thật có chút qua, tổn thương trọng tài có thể là đại kỵ à. Tuyệt võ tông Khâu Lạc Thành cũng là sử dụng một chuôi kiếm lạnh lẽo, kiếm phong chỉ Đoạn Hoài An. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần là hắn và Kỷ Tư Thanh giữa trở ngại, vốn cho là Diệp Thần sẽ bị Nam Minh đạo nhân chém chết, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Đoạn Hoài An. Cái này Đoạn Hoài An như vậy phá hoại, đã phá hư quy củ, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hắn không chút do dự đứng ở Nam Minh đạo nhân bên người, đối với Đoạn Hoài An nói, Đoàn trưởng môn, mặc dù không biết ngươi lúc nào khôi phục thực lực, nhưng là ngươi có thể biết kính thủy tiên sinh quyết định quy củ. Bất kỳ ngoại giới lực lượng nếu như dám làm nhiễu thi đấu, đem giết. Như ta là ngươi, bây giờ liền lập tức quỳ xuống Nam Minh đạo trưởng trước mặt cầu xin tha thứ, nói không chừng còn biết ban cho ngươi một cái toàn thây. Nói xong những lời này Khâu Lạc Thành có chút đắc ý nhìn Đoạn Hoài An, bây giờ bọn họ hai thầy trò coi như là hoàn toàn xong rồi, xem bọn họ làm sao còn phách lối. Đoạn Hoài An đối mặt mọi người chỉ trích, hai tay chắp sau lưng, khí thế phóng thích mở, cho người lấy cảm giác uy áp.
thậm chí tại chỗ phần lớn người căn bản không biết Đoạn Hoài An kết quả là thực lực gì. Kính Thủy tiên sinh ta tự nhiên tôn kính, nhưng là ta học trò, ta cũng phải cứu. Nam Minh cái này lão xúc sinh, công khai đối với ta y thần môn đệ tử động thủ, ta có thể ngồi yên không để ý đến. Nếu như các ngươi và cái này lão xúc sinh nghĩ như nhau, thậm chí mưu toan động ta Đoạn Hoài An đệ tử, ta bảo đảm, ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng mấy chục năm trước Đoạn Hoài An là dạng gì tính cách. Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp. Mấy vị trọng tài hơi biến sắc mặt, chỉ vì là Đoạn Hoài An ở đan điền không có bị phế trước, đây chính là Côn Lôn hư số một số hai cường giả, giết người mắt không nháy. Nếu như không phải là đạo tông tông chủ năm đó ra tay, có thể Đoạn Hoài An đã thành là để cho Côn Lôn hư tông môn nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Nam Minh đạo nhân tự nhiên không ăn cái này một bộ, hắn đem máu tươi trên khóe miệng lau khô, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Đoạn Hoài An gần từng chữ, đừng cho ta tranh cãi. Người coi như thương yêu đệ tử, cũng không nên như vậy càn rỡ. Diệp thần chém chết Thanh Loan Tông như thế nhiều trọng yếu người, cái này so với thi đấu vốn là so tài, mà đồ đệ của ngươi nhưng là đuổi tận giết tuyệt. Loại người này chúng ta chẳng lẽ không phải ra tay trấn áp sao? Như vậy đối với những người khác công bằng sao? Đoạn Hoài An nhìn một cái lạnh nhạt Diệp thần, trả lời mọi người nói, Côn Lôn hư lôi đài, chẳng lẽ lại không thể định sống chết? Nếu lên lôi đài, sinh tử có số. Vẫn là nói, toàn bộ Côn Lôn hư thiên tài, tất cả mọi người đều không đáng chết, duy chỉ có ta y thần môn đệ tử tài phối chết. Đoạn Hoài An một bước bước ra, thanh âm như sóng văn vậy dạo rực chạy đi, vô cùng cái lực uy hiếp. Đây là hắn tức giận. Những cái kia đến gần lôi đài người tu luyện ở nhất thời huyết khí dâng trào, đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, Nam Minh đạo nhân, Trịnh lão cùng với Khâu Lạc Thành mặt biến sắc tái nhợt. Cố nhiên không có ra tay, nhưng lúc này một lời, bọn họ liền cảm thấy Đoạn Hoài An cao nhất tức giận. Mấu chốt loại sóng âm này lực muốn dạng gì cảnh giới mới có thể đạt tới à? Chẳng lẽ cái này Đoạn Hoài An bây giờ thực lực vượt qua xa hư vương cảnh? Như vậy thứ nhất, mấy người bọn họ không thể làm gì à? Nam Minh đạo nhân cảm giác bọn họ khí thế yếu đi mấy phần, cảm giác thẹn quá thành giận để cho hắn đưa ngón tay ra trước Diệp thần. Đoạn Hoài An nếu ngươi cố ý muốn phá hoại quy củ, đó chính là chuẩn bị cùng chúng ta trọng tài tổ là địch, và Kính Thủy tiên sinh là địch, và Côn Lôn hư muôn vàn tông môn là địch. Một tên phế vật đệ tử, đáng ngươi chặn kịp y thần môn vận mệnh sao? Lời còn chưa nói hết, Đoạn Hoài An chính là biến mất ở tại chỗ. Thoáng qua bây giờ, lại xuất hiện ở Nam Minh đạo nhân trước mặt. Gió lớn cuốn lên, đợt khí ngút trời. Năm ngón tay tụ lực, một chưởng vỗ ra. Bót, một tát này không có chút nào giãy giụa đập vào Nam Minh đạo nhân trên mặt, kinh khí tràn ra, thậm chí có mấy cái răng bay ra. Cường đại lực lượng cầm Nam Minh đạo nhân lần nữa oanh bay. Nếu như không phải là Trịnh lão dùng thuật pháp cản trở một tia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta chỉ nói một lần, ta Đoạn Hoài An học trò, ai như còn dám dùng phế vật hai chữ lời nói, giết không tha. Đoạn Hoài An tát xong một cái tát, cứ như vậy đứng. Ánh mắt như sấm động, ngạo nhân đứng, vô cùng thô bạo. Thậm chí giống như là từ tu la địa ngục chính giữa tới ma vương vậy, quanh thân tràn ngập bạo ngược hơi thở. Hôm nay là Diệp thần trở về trọng yếu đánh một trận, cũng là hắn Đoạn Hoài An trở về cuộc chiến. Nếu như khó chịu, hắn thầy trò hai người lúc này đại náo, vậy thì như thế nào? Dưới đài mọi người thấy một màn này, ngậm miệng không nói. Thậm chí có mấy cái mới vừa rồi mắng hung nhất người hướng phía sau thối lui, muốn phải sớm một chút rời đi chỗ này. Diệp thần thấy một màn này, hắn phát hiện sư phụ và hôm đó tỉnh lại thực lực hoàn toàn tương phản, giống như niết sống lại vậy, không thể địch nổi. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ bế quan và bị trễ nguyên nhân? Mà dưới đài Tiểu Bích và Lão Tiết các người, đã sớm lệ nóng doanh tròng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ sẽ có như thế một mặt. Từ bọn họ tiến vào y thần môn tới nay, liền định trước thấp người một cùng. Bọn họ tự ti, dù là người khác khi dễ đến cùng, bọn họ cũng không dám phản kích. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Y thần môn đệ tử lâu dài cũng sống ở kiềm chế bên trong. Tại sao? Chính là bởi vì y thần môn sa sút, sư phụ Đoạn Hoài An từ đây lại nữa bước vào võ đạo.
lâm vào là phế nhân và cười nhạo. Mà ngày nay, sư phó cường thế trở về, không thể nghi ngờ là ở phóng thích một cái tín hiệu. Từ nay về sau, y thần môn không kém bất kỳ một người nào tông môn. Mà y thần môn đệ tử cũng không thua bất kỳ một người nào. Mà trên lôi đài, Nam Minh đạo nhân bị Trình lão đỡ lên, hắn nhìn về phía Đoạn Hoài An vậy như điên thú vậy con ngươi, ác liệt vô cùng ánh mắt, như đao giống vậy đâm vào hắn trong lòng. Hắn bại hoàn toàn, thậm chí căn bản không có phản kích quyền lợi. Trịnh lão nhìn một màn này, thở dài một tiếng, cầm ra một cái trận bàn vứt ra ngoài, tựa như hạ quyết tâm nói, chuyện này định trước không cách nào chết yên lành, đã như vậy, cũng nên vận dụng vậy đạo lực lượng, kính thủy tiên sinh quy củ, chúng ta không thể để cho người hư. Cái này y thần môn thầy trò hai người, lúc này xóa đi đi. Cực điểm đáng tiếc, trên người tiểu tử kia như vậy thiên phú à? Được. Mấy người còn lại gật đầu, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo ánh sáng lại là ở lòng bàn tay lượn lờ. Dưới đài Kỳ Tư Thanh thấy một màn này, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cẩn thận. Nhưng là lúc đã chậm. Năm đạo tinh máu bước ra, một đạo cổ xưa phù văn ngưng tụ mà thành. Phù văn trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trận pháp thế tạo thành. Rồi sau đó, trận pháp chi đất nứt ra. Một đầu to lớn hung thú chi ảnh đột nhiên tạo thành. Đây là một đầu có 9 dữ tợn đầu lâu huyết lang. Trong mắt lạnh như băng, mang sát ý. Răng nanh lạnh người, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hết thảy. Đám người thấy cái này 9 đầu huyết lang ra, kinh hô thành tiếng. Đây là kính thủy tiên sinh thượng cổ sát trận, cửu long trúc ma trận. Trận này nhưng mà kính thủy tiên sinh độc chế à? Năm đó thậm chí liền trận minh trưởng lão vậy không phải là đối thủ. Trận bàn kia nhất định là kính thủy tiên sinh giao cho ghế trọng tài, bây giờ y thần môn hai người kia chết chắc. Đoạn Hoài An coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản cái này cửu long trúc ma trận à. Nghe bên tai truyền tới từng đạo thanh âm, Diệp Thần con ngươi híp lại, mặc dù trận pháp này hắn chưa từng nghe qua, nhưng là từ về khí thế tới xem, trận pháp này tuyệt đối không phải sư phụ và hắn có thể vác ở. Hắn thậm chí từ vậy mấy đầu huyết long trên mình đánh hơi được một tia và luân hồi mộ địa đại năng trên mình vậy mùi vị. Cái này thượng cổ trận pháp tuyệt không bình thường, cực kỳ nguy hiểm. Cái này kính thủy tiên sinh kết quả là người phương nào? Đoạn Hoài An tự nhiên cũng là cảm giác được nguy hiểm, đối với Diệp Thần nói, đồ nhi, nếu sự việc đã đến cục diện này, vậy tên thiên tài này trận chiến số người không muốn cũng được, dù sao Côn Lôn hư những tông môn kia biết chúng ta trở về. Dưới mắt, chúng ta phải làm chính là rời đi, ta kéo cái này 9 đầu xúc sinh, ngươi hỏa tốc rời đi. Còn có nhớ lấy bại lộ ngươi một thân phận khác. Đoạn Hoài An cố nhiên biết Diệp Thần là lá phệ trời, nếu như báo ra Diệp Thí Thiên thân phận, tuyệt đối có thể để cho cục diện xoay ngược lại mấy phần, thậm chí có thể đổi lấy an toàn ngắn ngủi. Nhưng là hết thảy các thứ này chẳng qua là tạm thời, tại chưa có thực lực tuyệt đối trước bại lộ thân phận, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Đến lúc đó y thần môn còn chưa trưởng thành, cũng sẽ bị người bóp chết ở nôi bên trong. Đây là Côn Lôn hư tàn khốc quy tắc. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đi, rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói, sư phụ, nếu cái này kính thủy tiên sinh cái này lực lượng lớn mạnh như vậy, chúng ta thầy trò hai người không ngại lãnh giáo mấy phần. Đoạn Hoài An do dự mấy giây, vẫn là gật đầu nói, được. Dứt lời, hai đạo thân ảnh mang theo kiếm xông ra ngoài. Mà vậy 9 đầu huyết lang nhưng đung đưa giữ tợn răng nanh và đầu lâu, bàn chân nhẹ nhàng vỗ một cái, mặt đất lại xuất hiện từng đạo vết rách. Có thể gặp uy lực. Vết rách lan tràn, uyển như lưỡi đao vậy hướng Đoạn Hoài An và Diệp Thần đi. Trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, tự nhiên phá vỡ. Đoạn Hoài An con người hiện lên một tia lạnh ý, hắn nhưng mà biết kính thủy tiên sinh truyền thuyết, người này cơ hồ thông thiên tài, vô số người kính ngưỡng. Thậm chí thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Không có tông môn dám đắc tội. Thứ người như vậy một đạo lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thị, một khi khinh thị chính là tự tìm cái chết. Hắn chân phải cong, kinh khí phóng thích, thân thể cơ hồ bay lên không 10 mét, đan điền chân khí như nước thủy triều vậy phun trào đến trên thân kiếm. Vấn thương vân hải kiếm, phá. Một tiếng giống giận, một đạo trăm xích kiếm ý bỗng nhiên đánh ra. Trực tiếp chém chết ở một cái 9 đầu huyết lang đầu lâu trên. Sắc sắc,
đầu lâu chặt đứt, máu tươi lại là bão tố bắn. Đoạn Hoài An trong lòng vui mừng, vừa định chém chín đầu huyết lang cái thứ hai đầu lâu. Lại không nghĩ rằng, vậy chặt đứt đầu lâu lại có thể học sinh mới. Hắn thân thể ngẩn ra, còn không có hoàn toàn phản ứng, chín đầu huyết lang miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng Đoạn Hoài An nhào tới. Đoạn Hoài An muốn né tránh, nhưng phát hiện một cổ lực lượng vô hình thật giống như giam cấm hắn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, cúi đầu vừa thấy, phát hiện mình đã ở trận pháp bên trong. Cái này thượng cổ trận pháp vẫn còn có trói buộc lực. Đụng! Chín đầu huyết lang thân thể trực tiếp đụng vào Đoạn Hoài An trên ngực, hắn cố nhiên thực lực mạnh hơn nữa, vẫn là không nhịn được huyết khí dâng trào. Thân thể hung hãn nện xuống đất. Lôi đài ngay tức thì xuất hiện một đạo hố sâu, lại là văng lên cuồn cuộn bụi đất. Hống! Chín đầu huyết lang nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu giữ tợn dưới, lạnh như băng răng nanh hướng Đoạn Hoài An táp tới. Một khi đụng chạm, ở chín đầu lực hạ, tất nhiên tại chỗ biến dạng. Còn lại mấy vị trọng tài thấy một màn này lạnh lùng cười. Nam Minh đạo nhân lại là âm trầm nói, Đoạn Hoài An ngươi dù là khôi phục đan điền thì như thế nào? Ngươi phải đối mặt nhưng mà Kính Thủy Tiên Sinh, Côn Lôn hư cao cấp tông môn đều phải cho Kính Thủy Tiên Sinh mấy phần mặt mũi, đây cũng là tại sao nhiều năm qua như vậy, Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến, không người gây chuyện nguyên nhân. Mà ngày nay, một mình ngươi rác dưới tông môn tông chủ, thật lấy là có thể chấp trưởng hết thảy. Thật là buồn cười. Các vị, để cho chúng ta tự mình đưa Đoạn Hoài An lên đường. Năm ngón tay người bắt pháp quyết, một tia tia máu ngay tức thì bao quanh chín đầu huyết lang. Huyết lang thân thể càng phát ra khổng lồ, thậm chí vẫy tay bây giờ còn mang một tia đạo vận. Ngay tại răng nanh muốn chạm được Đoạn Hoài An thời điểm, một đạo thân ảnh ngay tức thì chắn Đoạn Hoài An trước mặt. Xúc sinh, cút về. Diệp Thần một kiếm trực tiếp đánh ra, huyết long ở trong người gầm thét, vô tận máu lực rồng chiếm đoạt ra. Kiếm ý rơi xuống, quanh thân khí thế cuồng bạo ra, khí thế ngút trời. Đinh! Diệp Thần một kiếm này hung hãn đập vào chín đầu huyết lang răng nanh trên. Nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có kịch liệt sao hỏa. Dù là Diệp Thần mới vừa rồi trong chiến đấu tổn thất phần lớn chân khí, nhưng là cũng không khả năng như vậy à. Tiểu xúc sinh, đừng lãng phí khí lực, ta không khỏi không thừa nhận ngươi tại tất cả thiên tài bên trong, thực lực đủ để xếp nhập trước 20, nhưng là trận pháp này nhưng mà Kính Thủy Tiên Sinh đặc biệt là cường giả mà thiết lập. Các ngươi hai thầy trò cũng đừng nghĩ phá vỡ, nếu như ta là các ngươi liền quỳ xuống trên lôi đài cầu xin tha thứ, có lẽ như vậy, ta sẽ để cho các ngươi chết không thống khổ như vậy. Nam Minh đạo nhân thanh âm vang lên. Đồng thời, vậy chín đầu huyết lang lần nữa chân áp xuống. Diệp Thần không để ý tới hết thảy, vốn muốn cho huyết long lao ra thân thể, nhưng là hắn nhưng phát hiện, thật giống như có một cổ lực lượng ngăn cản huyết long lao ra. Trận pháp bên trong, chấn áp hết thảy. Đáng chết! Quỳ xuống, như thế nào? Dĩ nhiên một mình ngươi quỳ không thể được, sau lưng ngươi cái đó lão bất tử đồ vậy phải quỳ xuống. Kính Thủy Tiên Sinh cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội. Nam Minh đạo nhân tiếp tục nói. Ta quản hắn là Kính Thủy vẫn là nước dơ, nếu dám động ta sư phụ, ta liền hắn cũng giết. Một câu nói, thanh thế như sấm, phách tuyệt thiên hạ, không người nào có thể vác. Vậy như sấm tiếng gào chấn động được toàn bộ dưới lôi đài, tất cả mọi người làm đau màng nhĩ, dường như muốn bị xé vậy. Vậy một cổ hơi thở, lại là bạo ngược vô cùng. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại liền Kính Thủy Tiên Sinh cũng dám làm nhục. Ở vô số người hoảng sợ trong mắt bên trong, Diệp Thần vứt bỏ kiếm trong tay, cũng không để ý thương thế trên người, trong tay tràn ra thần lôi. Một quyền đập về phía trước chín đầu huyết lang. Một tiếng này, vô cùng thanh thúy. Diệp Thần tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, vô tận sấm sét đánh ra. Chín đầu huyết lang lại có thể bị rất miễn cưỡng đánh lui liền 10 mét. Ngay tức thì, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy hoảng sợ tình. Bọn họ thậm chí cảm giác mình cổ họng tựa như bị người nắm được vậy, khó mà hô hấp. Một quyền lại bước lui cái này chín đầu huyết lang. Cái này mẹ hắn muốn dạng gì lực lượng kinh khủng à. Thậm chí một loại chết cảm giác bọc toàn trường. Chỉ tiếc Diệp Thần cũng là bị thương rất nặng. Đối mặt xa luân chiến, lại đối mặt cái này Kính Thủy Tiên Sinh lực lượng,
hắn đan điền chân khí cơ hồ khô kiệt. Tuyệt võ tông Khâu Lạc Thành rất sợ lại xảy ra vấn đề, không do dự nữa, sử dụng trường kiếm, hướng Diệp Thần đâm tới. Ở hắn trong mắt, người này ở 5 năm trước chết rồi. Hắn vừa định bước ra mấy bước, một đạo xinh đẹp ảnh nhưng là xuất hiện ở trên lôi đài, lại là chặn đường đi của hắn lại. Khâu Lạc Thành diễn cảm biến đổi, cười hì hì nói, Tư Thanh ngươi làm cái gì vậy, ngươi thành tựu trọng tài cũng biết chuyện nghiêm trọng đi. Nếu như ngươi lại muốn đảm bảo thằng nhóc kia, ngươi phải gánh vác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn nữa, trận này nếu thi triển, Kính Thủy Tiên Sinh nhất định là biết, phỏng đoán muốn không được bao lâu, thì biết chạy tới, đến lúc đó nếu như Kính Thủy Tiên Sinh giận dữ, vậy đối với ngươi liền quá bất lợi à. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, bóng người biến mất, xuất hiện ở Khâu Lạc Thành bên người, một chỉ điểm ra, Khâu Lạc Thành kiếm trong tay ngay tức thì rơi trên mặt đất. Nàng lạnh lùng nói, kiếm ngươi, ta không thích, còn nữa, Diệp Thần và đoàn trưởng môn cố nhiên có sai, nhưng cũng không nên chu diệt, chuyện này, ta sẽ chậm chút tự mình đi tìm Kính Thủy Tiên Sinh, bây giờ xin các ngươi hãy đem trận pháp này rút lui đi. Lời còn chưa nói hết, chín đầu huyết lang nhưng là hướng Kỷ Tư Thanh đập tới. Rất hiển nhiên, Nam Minh đạo nhân và Trịnh lão các người, chuẩn bị đối với Kỷ Tư Thanh ra tay. Kỷ Tư Thanh, người năm lần bảy lượt ngăn trở, lập trường hoàn toàn nghiêng về người khác, chúng ta năm người đã bỏ phiếu quyết định, đem ngươi đuổi ra khỏi lần này thi đấu chuyện trọng tài. Ngươi như không đi nữa, Kính Thủy Tiên Sinh trận pháp liền lấy ngươi tế trận. Chín đầu huyết lang gầm thét, cuốn lên từng cơn xương máu, chín miệng máu há mồm, tựa như nuốt trời thực. Hướng về phía Kỷ Tư Thanh đi. Không có bất kỳ thu tay lại. Nếu Kỷ Tư Thanh đã không còn là trọng tài, bọn họ vậy không cần phải băn khoăn cái gì. Kỷ Tư Thanh con ngươi lạnh như băng, trường kiếm múa, quanh thân áo quần phiêu động, ấn đường lại là lóe ra một đạo quang hoa. Nàng rất rõ ràng, Kính Thủy Tiên Sinh trận pháp quá mức nghịch thiên, nàng cũng đừng nghĩ ngăn trở. Duy nhất biện pháp, chính là hợp lại một lần. Đồng thời, nàng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người đuổi mau dẫn người sư phụ rời đi, ta không chống đỡ được quá lâu. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, một đạo thân ảnh nhưng là từ dưới lôi đài tới. Vững vàng rơi vào Kỷ Tư Thanh bên người. Đại khái là một cách đại khái chừng 40 tuổi cô gái. Cô gái vóc người đầy đặn, trong mắt nhưng là lộ ra một tia nghiêm túc. Tu vi sâu không lường được. Kỷ Tư Thanh tự nhiên cũng là chú ý tới đối phương, trong mắt vui mừng, Kha trưởng lão, người tại sao lại ở chỗ này? Xin Kha trưởng lão trợ giúp Tư Thanh, cùng nhau đối kháng cái này chín đầu huyết lang. Nàng vô cùng mừng rỡ, dẫu sao Kha trưởng lão là tông môn trận pháp trưởng lão, thủ đoạn thông thiên, lại là nàng trận pháp sư phụ. Nhất định có thể đối kháng cái này Kính Thủy Tiên Sinh lực lượng. Kỷ Tư Thanh, xin lỗi. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, lại là chỉ điểm một chút ở Kỷ Tư Thanh ấn đường. Kỷ Tư Thanh tròng mắt trợn to, nàng phát hiện thân thể của nàng nhúc nhích không được. Mi tâm lực lượng vậy dần dần tiêu tán. Kha trưởng lão người đây là... Kha trưởng lão ôm lấy Kỷ Tư Thanh, nhàn nhạt nói, tông chủ có lệnh, chuyện này ngươi không thể dính dấp trong đó, ngươi giúp thằng nhóc kia quá nhiều, không cần phải đến như vậy tình cảnh. Các ngươi là hai cái thế giới người, thân phận khác xa. Một khi đắc tội Kính Thủy Tiên Sinh, đối với ngươi sẽ bất lợi. Còn nữa, lần này ngươi phải tiến vào trước 10, tiến vào trước 10, ngươi liền có thể đi vào chỗ đó 3 ngày, thu hoạch cao nhất cơ duyên. Ở chỗ này trước không thể có bất kỳ bị thương. Dứt lời, Kha trưởng lão ngay tức thì mang Kỷ Tư Thanh xuống lôi đài. Kỷ Tư Thanh muốn vùng vẫy, lại không có bất kỳ khí lực. Nàng dù là muốn nói chuyện cũng không khả năng. Kha trưởng lão lúc rời lúc đó, lại là sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần. Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi trở về sau đó, cho ta rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi làm rõ ràng. Ngươi thành tựu bây giờ đối với Tư Thanh mà nói không coi vào đâu. Tư Thanh tương lai, nàng sư phụ đã cho nàng hoạch định xong, các ngươi chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng xa, thậm chí nói cách khác, ngươi không xứng với nàng, cho nên... Vậy mời ngươi buông tha những cái kia ảo tưởng không thực tế. Cuối cùng cho một mình ngươi thành thật khuyên, Kính Thủy Tiên Sinh ở Côn Lôn hư địa vị không phải các ngươi y thần môn có thể dung chuyển. Hắn nhân mạch và tài nguyên, có thể tùy tùy tiện tiện xóa sạch một cái tông môn, lần này thiên tài cuộc chiến cuối cùng còn dư lại 10 người,
mới có tư cách thấy nước sạch tiên sinh, lại là tiến vào chỗ đó. Rất đáng tiếc, người dốt nát và ngu xuẩn, để cho ngươi bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí liền mạng mình cũng không giữ được. Tại chưa có tuyệt đối thực lực trước mặt, cuồng ngông chỉ biết tăng tốc độ ngươi chết. Tự thu xếp ổn thỏa. Kha trưởng lão nói xong liền dẫn Kỳ Tư Thanh biến mất. Ở một khắc cuối cùng, Kỳ Tư Thanh cũng muốn phá hỏng thân thể trói buộc, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Trên lôi đài, chỉ còn lại vậy cuồng bạo chín đầu huyết lang và đã bị thương Đoạn Hoài An và Diệp Thần. Nguy cơ một điểm một giọt đến gần. Tuyệt Võ Tông Khâu Lạc Thành, Trịnh lão cùng với Nam Minh đạo nhân các người nhìn nhau, đồng nói thi đấu thời gian lãng phí rất nhiều, động thủ đi. Dứt lời, Kính Thủy Tiên Sinh vậy đạo trận pháp thả ra máu đỏ trận mang. Đồng thời, chín đầu huyết lang mang nghiền ép hết thảy lực lượng hướng Đoạn Hoài An và Diệp Thần đi. Tốc độ cực nhanh, lôi đài chấn động, đến mức, liền xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Dưới lôi đài mọi người, con người hơi co lại. Không khỏi cảm khái Kính Thủy Tiên Sinh mạnh mẽ, vậy chín đầu huyết lang lực lượng cơ hồ vượt qua hư vương cảnh, thậm chí vượt qua đạo nguyên cảnh. Bị thương hai người, làm sao còn ngăn trở. Cố nhiên tàn khốc, tất cả mọi người tại chỗ nhưng là cười nhạt, khóe miệng thậm chí là máu. Diệp Thần và Đoạn Hoài An chết chỉ sẽ để cho Côn Lôn hư cách cục theo ổn định. Nếu không như vậy nghịch thiên hai người lại phát triển tiếp, y thần môn tuyệt đối muốn đạp vô số tông môn thi thể leo lên. Tại chỗ phần lớn người cũng ước gì hai người xảy ra chuyện. Chín đầu huyết lang đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, dương ra chín miệng to, sát huyết ý bao phủ hết thảy. Đây là nguy cơ tử vong. Vô cùng lạnh như băng. Đoạn Hoài An trong mắt tịch mịch, hết thảy mới vừa hướng tốt địa phương phát triển, nhưng xuất hiện loại chuyện này. Hắn chính là không có coi là đến Kính Thủy Tiên Sinh cái này một viên cờ à. Thật sự là trời muốn mất y thần môn sao. Mà giờ khắc này, Diệp Thần con ngươi cực kỳ nghiêm túc. Hắn điên cuồng câu thông luân hồi mộ địa. Nhưng không biết có phải hay không trận pháp xuyên cớ, không cách nào câu thông. Không do dự nữa, hắn bước ra một giọt máu tươi, vừa định vận dụng bí pháp, một đạo màu vàng bóng người nhưng là từ bả vai hắn lên bay ra. Thân thể nho nhỏ lại hướng chín đầu huyết lang đi. Tiểu Hoàng. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới Tiểu Hoàng sẽ xuất thủ. Tên này không phải một mực không đáng tin cậy sao. Mặc dù có thể để xua tan uy áp, lại là thượng cổ huyết mạch. Nhưng là Lâm Thanh Huyền cũng đã có nói Tiểu Hoàng chẳng qua là mới bắt đầu trạng thái. Ở chưa có hoàn toàn tiến hóa trước, làm sao có thể ngăn cản ở Kính Thủy Tiên Sinh trận pháp lực lượng. Cái này chín đầu huyết lang cũng không phải là giống vậy tồn tại à. Tiểu Hoàng, trở về. Diệp Thần nói, nhưng là Tiểu Hoàng căn bản không có nghe dự định. Tựa như bướm bay dập lửa vậy. Nam Minh đạo nhân và còn lại mấy vị trọng tài không khỏi cảm thấy buồn cười. Chín đầu huyết lang nhưng mà thừa tái trận pháp lực, đây càng là Kính Thủy Tiên Sinh một đạo lực lượng. Cho dù là một đầu hung thú đều không cách nào ngăn cản. Càng không cần phải nói một cái lông đều chưa mọc đủ mèo con. Như vậy con kiến hôi còn muốn hộ chủ. Nhất định chính là cười nhạo. Dưới lôi đài vậy đếm lấy tính chục nghìn người cũng là từng cơn cười ầm lên. Ở bọn họ trong mắt, hạng người gì, thì biết nuôi ra dạng gì mèo. Diệp Thần không biết sống chết, không nghĩ tới, nuôi mèo cũng là như vậy. Chỉ bất quá như vậy khác xa chiến đấu, thật không có có quan thưởng tính. Trên lôi đài, Tiểu Hoàng thân thể vững vàng rơi vào chín đầu huyết lang trước người. Hai người bây giờ, không riêng gì hình thể hay là tức chênh lệch quá xa. Tựa như con voi to và con kiến. Chín đầu huyết lang nổi giận gầm lên một tiếng, uyển như núi cao trưởng ấn chỉ như vậy hướng Tiểu Hoàng đánh tới. Một khi rơi xuống, tất nhiên hóa là một đạo xương máu. Tiểu Hoàng, chạy mau. Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Tiểu Hoàng lại không là thân thể nghiêng về trước, nhẹ nhàng mèo kêu chi tiếng vang lên. Lại là giống vậy đưa ra béo mập tay hướng chín đầu huyết lang đi. Một màn này, thậm chí có chút tức cười. Đoạn Hoài An điều chỉnh hô hấp mấy phần, đối với Diệp Thần nói, đồ nhi, cái này đứa nhỏ là ngươi nuôi mèo. Mặc dù có linh tính, đáng tiếc. Bất quá cái này đứa nhỏ hẳn có thể là chúng ta tranh thủ một ít thời gian, nó chết để cho chúng ta sống, hoặc giả là kết quả tốt nhất. Còn nữa,
cái này kính thủy tiên sinh trận pháp có chút đặc thù, dù là mạnh hơn nữa người ở bên trong, vậy sẽ phải chịu trói buộc, hơn nữa thực lực càng mạnh trói buộc lại càng lớn, chúng ta phải phá vỡ trận pháp, lập tức rời đi. Bước ra máu tươi, người dẫn động ngọn lửa và sấm ý cho ta, ta ngươi hai người lực lượng hợp hai là một, hẳn có thể miễn cưỡng phá vỡ. Nhớ một khi phá vỡ, mấy tên kia nhất định sẽ truy đuổi tới đây, chúng ta muốn làm chính là chạy. Không tiếc bất cứ giá nào chạy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lời nói vừa dứt, toàn bộ lôi đài đột nhiên truyền tới chấn động to lớn. Diệp Thần và Đoạn Hoài An chợt bắn về phía chấn động nguồn, chỉ gặp vậy chín đầu huyết lang bàn tay lớn đã hung hăng vỗ xuống. Thậm chí chạm được mặt đất, mà Tiểu Hoàng nhưng là không gặp bóng dáng. Rất hiển nhiên, ngay tại bàn tay lớn dưới. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng liền chết như vậy? Thượng cổ huyết mạch chỉ như vậy chết. Diệp Thần trong lòng có chút thất lạc, thậm chí khó chịu. Nam Minh đạo nhân khóe miệng nụ cười đặc biệt là thịnh, vội vàng hướng chín đầu huyết lang nói, nhanh lên chém chết hai tên kia. Nhưng mà quỷ dị chuyện xảy ra, chín đầu huyết lang không có bất kỳ động thủ. Ngược lại thân thể run rẩy, gương mặt cực độ dữ tợn. Giống như rất khó chịu. Dần dần, vậy nguyên bản đụng chạm mặt đất bàn tay lớn chậm rãi nâng lên. Một đạo quật cường màu vàng bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Không phải là Diệp Thần mang tới mèo sao? Mấu chốt như vậy lực, đối phương lại còn sống. Thậm chí còn cầm chín đầu huyết lang tay cưỡng ép giơ lên. Cái này mẹ hắn vẫn là mèo. Thượng cổ thần thú vậy không như thế khoa trương à? Nam Minh đạo nhân nụ cười hoàn toàn cứng ngắc, hắn có dự cảm xấu. Hắn vội vàng ngón tay bắt pháp quyết. Vừa định kích hoạt trận pháp toàn bộ lực lượng, đột nhiên, một cổ cắn trả cực mạnh ý tấn công tới. Phốc! Hắn cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, ở hắn ánh mắt kinh hãi hạ, Tiểu Hoàng vậy thân thể nho nhỏ, lại hiện lên vạn trượng thần lôi. Đây là ban đầu Tiểu Hoàng hấp thu sấm sét. Thần lôi không ngừng lan tràn, thậm chí như một cái lưới lớn đem chín đầu huyết lang trói. Tiểu Hoàng đột nhiên tăng tốc độ, tựa như biến thành một chi mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên qua chín đầu huyết lang bàn tay lớn. Một cái bàn tay lớn tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Chín đầu huyết lang truyền tới dữ tợn lại thanh âm thống khổ, một cái tay khác lại là lộ ra tựa như dao nhọn móng nhọn, hướng Tiểu Hoàng đi. Tiểu Hoàng tứ chi bỗng nhiên bùng nổ, thân thể cách mặt đất, thậm chí vượt qua chín đầu huyết lang. Nó trên cao nhìn xuống nhìn chín đầu huyết lang, vậy như hổ phách lớn như vậy con ngươi lại lóe lên một tia khinh thường. Hống! Đột nhiên, Tiểu Hoàng miệng mở mở, một đạo kinh thiên vang lớn ầm ầm lên. Diệp Thần rất rõ ràng, cái này căn bản không là Tiểu Hoàng thanh âm. Đồng thời, một đạo to lớn hư ảnh mơ hồ bây giờ ở Tiểu Hoàng trong thân thể xông ra, hư ảnh chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh biến mất. Cái này hư ảnh Diệp Thần gặp qua, ở luân hồi mộ địa, chân chính thượng cổ cự thú. Đây là Tiểu Hoàng hình thái cuối cùng. Tiểu Hoàng gầm thét hiển nhiên trấn trụ chín đầu huyết lang, nó vậy cuồng bạo thêm dữ tợn trong mắt ngay tức thì đổi là kinh hoàng. Một giây kế tiếp, lại là tứ chi cong, quỵ ở Tiểu Hoàng trước mặt. Tựa như thần phục, đây là tới từ huyết mạch thần phục. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Ai có thể nghĩ tới, một cái trận pháp hung thú lại thần phục đang một mực mèo dưới, cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng à. Trịnh Lão và Khâu Lạc Thành diễn cảm khó khăn xem đến mức tận cùng. Bọn họ không tin. Bọn họ so người bất kỳ cũng rõ ràng cái này chín đầu huyết lang khủng bố. Đây chính là kính thủy tiên sinh một đạo lực lượng, làm sao có thể dễ như trở bàn tay bị phá xấu xa. Mấu chốt còn mẹ hắn là một cái mèo. Trời à! Ngay tại Trịnh Lão các người còn chưa hoàn toàn phản ứng lại thời điểm, Tiểu Hoàng nhưng là động. Ngay tức thì đi tới thần phục chín đầu huyết lang đỉnh đầu. Nho nhỏ miệng mở mở, lại trực tiếp cắn ở chín đầu huyết lang trên thân hình. Nhìn như người vô hại, nhưng là một giây kế tiếp, chín đầu huyết lang thân thể lại tiêu tản ra. Vậy trận pháp cường đại ý lại là ầm ầm vỡ vụn. Lách cách! Trôi lơ lửng ở giữa không trung trận bàn cũng là rơi xuống. Chia năm xẻ bảy. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cả thế giới vào giờ khắc này vì vậy yên tĩnh,
vô số cặp mắt chỉ như vậy nhìn chằm chằm đầu kia chỉ có mấy chục cm mao nhung nhung vật. Bọn họ chân thực không nghĩ ra, một đầu như vậy vô hại xúc sinh lại dễ dàng liền phá hủy hết thảy. Cái này con mẹ nó thật là một cái mèo. Mèo nghiền ép như vậy hung thú, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Trên đài Đoạn Hoài An cũng có chút giật mình. Ở sát lục chi địa thời điểm, hắn mơ hồ biết Diệp Thần có chút tuần thú năng lực, nếu không cuồng sát hổ đen cũng sẽ không thành là Diệp Thần thú cưỡi. Nhưng là coi như Diệp Thần sẽ tuần thú, cũng không khả năng nắm trong tay lớn mạnh như vậy tồn tại. Hắn vậy coi là kiến thức rộng, nhưng chưa bao giờ gặp qua Côn Lôn hư còn có loại này không thể tưởng tượng nổi loài. Chẳng lẽ đây là thượng cổ yêu thú di chủng? Tiểu Hoàng làm xong hết thảy các thứ này, vươn người một cái, từng bước hướng Trịnh lão các người đi tới. Tất cả mọi người theo bản năng lui về sau một bước, cái này không biết lai lịch đứa nhỏ liền kính Thủy Thiên Sinh trận pháp đều có thể phá hỏng, càng không cần phải nói bọn họ. Bọn họ rất rõ ràng lấy bọn họ lực lượng, đối với cái này đứa nhỏ, căn bản không có tư cách. Tiểu Hoàng ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, trong mắt lạnh như băng, thậm chí có nhàn nhạt sát ý. Bất quá nó không có ra tay, nó rất rõ ràng, đối phó những người tu luyện này xa so sánh chi tiền chín đầu huyết lang còn muốn khó khăn. Nó xoay người, một cái nhảy chính là đi tới Diệp Thần trong ngực, tiếp tục ngủ. Thậm chí rất nhanh liền truyền đến yếu ớt tiếng ngáy. Tựa như mới vừa rồi làm một cắt cái gì cũng không tính. Diệp Thần nhìn trong ngực Tiểu Hoàng, càng phát ra mừng rỡ. Lần này là thật nhặt được bảo. Cái này đứa nhỏ rất lâu so huyết long đều phải mấu chốt. Mấu chốt cái này còn là trạng thái nguyên thủy. Lần kế tiến hóa sau đó phỏng đoán có thể tùy tùy tiện tiện chém chết hư vương cảnh một loại cường giả. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện Tiểu Hoàng mặt ngoài thân thể thật giống như bám vào một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang, tia sáng này hẳn là trận pháp lực lưu lại. Ở tia sáng bao trùm dưới, hắn có thể mơ hồ bây giờ cảm giác được Tiểu Hoàng quanh thân hàm chứa cuồng bạo năng lượng. Đây có điểm giống như trong cơ thể huyết long hấp thu huyết khí vậy tồn tại, chắc có thể để cho Tiểu Hoàng bộc phát ra cực mạnh sát chiêu. Sau đó, Diệp Thần sau lưng truyền đến Đoạn Hoài An thanh âm, đồ nhi, thiên tài này chi so ngươi còn tham gia sao? Dẫu sao hai người gây ra to lớn như vậy sự việc, mặc dù kính Thủy Tiên Sinh lực lượng đã bỏ chia, nhưng là sau đó muốn bình thường tham gia thi đấu, căn bản không có thể. Diệp Thần ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh như băng bắn về phía ghế trọng tài mấy vị, hơn nữa từng bước một hướng bọn họ đi. Trịnh lão, Khâu Lạc Thành, thậm chí còn bị trọng thương Nam Minh đạo nhân con người đồng loạt co giúp một cái, bọn họ lại là nhìn một cái trong ngực Tiểu Hoàng, càng phát ra sợ hãi. Vậy đứa nhỏ có thể chống lại kính Thủy Thiên Sinh một đạo lực lượng, hơn nữa Đoạn Hoài An, bọn họ muốn làm sao Diệp Thần rất mệt khó khăn à. Duy nhất biện pháp liền để cho kính Thủy Tiên Sinh tự mình xử trí. Nhưng là kính Thủy Tiên Sinh vẫn luôn không có xuất hiện, dĩ nhiên là không đi được, nếu không đã sớm hạ xuống nơi này. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn mấy người, ánh mắt lạnh như băng để cho bọn họ như rơi vào hầm băng, ta chỉ nói một câu, các ngươi chắc chắn còn muốn ngăn trở ta. Nếu như còn nhận định ta vi phạm quy tắc, vậy ngại quá, ta thì thật chỉ có thể xóa đi một ít thứ, vừa vặn. Tiểu Hoàng không có ăn cái gì, các ngươi hẳn đủ khi nó thức ăn. Thật đơn giản một câu nói, ngay tức thì để cho quảng trường Thiên Tuyệt nhiệt độ thấp mười mấy độ. Đây rõ ràng là uy hiếp à. Trong thiên hạ, lại có tuyển thủ dám uy hiếp như vậy trọng tài. Mấu chốt, đám này trọng tài ngược lại biến thành đoàn thể thế yếu. Cái gì cũng không thể làm, cái này mẹ hắn là chuyện gì à. Trịnh lão và Nam Minh đạo nhân dám cự tuyệt sao? Dĩ nhiên không dám. Coi như bọn họ không e ngại Đoạn Hoài An, cũng sợ sợ Diệp Thần trong ngực vậy không biết lai lịch xúc sinh à. Yên tĩnh nhất thời sau đó, Trịnh lão dẫn đầu mở miệng trước chuyện này nhưng là tồn tại dị nghị. Bây giờ ta nhìn tổng quát toàn cục, phát hiện đúng sự kiện có rất nhiều hiểu lầm, dẫu sao trên lôi đài sống chết rất bình thường. Trọng yếu nhất chính là Thanh Loan Tông mọi người gây khó khăn Diệp Thần một người, là quá mức, nếu đổi lại là ta phỏng đoán cũng là sẽ như nhau ra tay. Thời gian đã lãng phí rất nhiều, ta đề nghị chuyện này lúc này lật thiên, Diệp Thần thành công lên cấp. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Mọi người rối rít tỏ thái độ. Trong lòng cho dù có 10.000 cái khó chịu,
cũng không dám biểu bây giờ trên mặt à. Diệp Thần đối với cái kết quả này coi như hài lòng, hắn cũng không có cử động nữa những thứ này trọng tài dự định, dẫu sao hắn bây giờ rất yếu ớt, cần và sư phụ đi dưới đài điều chỉnh trạng thái. Đã như vậy, tiếp tục tranh tài. Diệp Thần nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn địa vị và trọng tài không thể nghi ngờ. Đây cũng là thực lực mang tới ảnh hưởng. Diệp Thần và Đoạn Hoài An hướng dưới đài đi, hắn ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, không có phát hiện Kỷ Tư Thanh bóng người. Cũng không biết Kỷ Tư Thanh bị vị kia người phụ nữ mang đã đi đâu. Cũng may người phụ nữ kia đối với Kỷ Tư Thanh không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại không cần lo lắng. Phỏng đoán cùng cuối cùng 10 người ra đời lúc đó, Kỷ Tư Thanh hẳn sẽ xuất hiện. Cùng đi. Diệp Thần, người tới ta nơi này. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hướng Y Thần Môn khu vực đi tới, Kỷ Lâm Nhưng ở vị trí phía trước hướng Diệp Thần ở vẫy tay. Diệp Thần con người co giúp một cái, vẫn là đi tới. Diệp Thần vốn cho là Kỷ Lâm sẽ đối trước mình dừng lại mãnh khen, lại không nghĩ rằng, Kỷ Lâm kích động chạy chậm đến Diệp Thần trước mặt, đưa tay ra lại hướng Tiểu Hoàng mò đi. Diệp Thần, cái này đứa nhỏ tên gì à, thật là đáng yêu. Mấu chốt lại thô bạo, ta thật quá thích. Nếu không mượn ta chơi mấy ngày, ta sẽ không nuôi chết. Diệp Thần. Mắt xem Kỷ Lâm tay muốn chạm được Tiểu Hoàng mở mắt ra, vậy hổ phách lớn như vậy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Lâm tay. Thậm chí phát ra giống giận trầm thấp. Kỷ Lâm tay treo ở giữa không trung, vẫn là thu về. Khoan hãy nói, cái này đứa nhỏ nóng này còn rất bướng bỉnh, và ngươi có liều mạng, thôi, cùng phối hợp quen thuộc sở nữa. Đúng rồi. Diệp Thần các ngươi liền tạm thời ngồi ở đây đi, nơi này vị trí tốt, có thể nhìn tổng quát đại cuộc, huống chi tỷ tỷ thời gian ngắn sẽ không trở về, phỏng đoán muốn cùng cuối cùng 10 người lên cấp mới có thể chạy tới, dẫu sao 10 vị trí trong, ban đầu thì có nàng. Diệp Thần và Đoạn Hoài An gật đầu một cái, ngồi ở Kỷ Lâm bên cạnh. Hắn bản muốn hỏi một câu Kỷ Tư Thanh tông môn sự việc, lại không nghĩ rằng còn lại lôi đài chiến đấu lặng lẽ đánh vang. Mấu chốt hắn thấy được một người quen. Ngụy Dĩnh. Hắn mặt liền biến sắc, liền vội vàng đứng dậy. Ngụy Dĩnh biến mất và sát huyết hàn thể có liên quan. Mà trước mắt Ngụy Dĩnh quanh thân khí lạnh bức người, rất hiển nhiên sát huyết hàn thể cơ hồ thao túng toàn bộ thân thể. Cái này so với lúc ấy ở Hoa Hạ trạng thái còn nghiêm trọng hơn. Kỷ Lâm phát giác Diệp Thần khác thường, hiếu kỳ nói, Diệp Thần, người biết cái cô gái đó không được. Cô gái này có thể không bình thường, một khi đạp lên lôi đài, những cái kia cái gọi là tông môn thiên tài lại có thể không chống nổi ba chiêu. Thậm chí có chút rút thăm đến cô gái này tuyển thủ, trực tiếp buông tha. Nàng và ngươi như nhau, lòng dạ ác độc, hoặc là đối thủ hóa là một pho tượng đá, hoặc là chính là rơi vào hẳn phải chết cảnh. Thực lực thần bí khó lường. Ta phỏng đoán 10 người kia số người trong, trừ ngươi và tỷ tỷ trở ra. Người này tuyệt đối có thể chiếm một tiệc. Nghe bên tai lời nói, Diệp Thần chân mày càng phát ra nhíu chặt. Mặc dù không biết Ngụy Dĩnh tới nơi này làm gì, nhưng là tuyệt đối có vấn đề. Ngụy Dĩnh hai tay chắp sau lưng đứng ở trên lôi đài, nàng trước mặt một cái tuyển thủ, đã hoàn toàn ngã xuống. Đơn giản dứt khoát. Đột nhiên, Ngụy Dĩnh phát giác cái gì, ánh mắt hướng Diệp Thần phương hướng bắn ra, môi đỏ mọng lộ ra một đạo lạnh như băng nụ cười. Phảng phất là khiêu khích, lại hình như là thấy được con mồi vậy. Ánh mắt bên trong mang cực lớn tự tin. Hai mắt nhìn nhau, ước chừng 10 giây. Kỷ Lâm tự nhiên phát giác cái gì, nhìn một cái hai người, Diệp Thần, các ngươi thật biết. Diệp Thần gật đầu một cái, nàng kêu Ngụy Dĩnh, đến từ Hoa Hạ, chính xác mà nói, là ta mang vào. Nghe được câu này, Kỷ Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái đó linh khí thiếu thốn Hoa Hạ. Lại ra đời hai vị thiên tài. Chỉ riêng Diệp Thần đã đủ kinh người, lại có thể lại ra một cái băng hàn thiếu nữ Ngụy Dĩnh. Không đúng, còn có một cái Diệp Thí Thiên. Chỉ cần cái này ba người không chết hiểu, 10 năm sau đó, tất nhiên thành là Côn Lôn Hư cao cấp một trong thiên tài. Đến lúc đó còn có tư cách lập ra Côn Lôn Hư quy tắc. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư một nơi lánh đời Bích Hồ bên trong. Bích Hồ rất lớn. Diện tích 1000 mét. Trung ương càng là có một nơi đình. Đình cổ kính, khá cái ý cảnh, nhưng là cùng Bích Hồ so với ngược lại là lộ vẻ được có chút nhỏ bé.
Đình phía trên bảng hiệu chỗ lại là viết hai cái già dặn có lực chữ to kính thủy. Trong đình gian ngồi xếp bằng trước một cái ông già tóc hoa râm, tròng mắt nhắm. Hắn dưới người có một đạo bát quái trận mang không ngừng vần quanh. Nếu như những cái kia trọng tài ở chỗ này, tất nhiên sẽ kích động đến mức tận cùng, bởi vì cái cụ già này chính là Côn Lôn hư đại danh đỉnh đỉnh kính thủy tiên sinh. Mà giờ khắc này, kính thủy tiên sinh đột nhiên phát giác cái gì, tròng mắt mở ra, sắc mặt tái nhợt liền mấy phần. Tiện tay một chảo, một quả trận bàn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá trận bàn rất nhanh liền tiêu tán, hóa là lau một cái bụi đất, theo gió đi. Hắn diễn cảm có chút kinh ngạc, quảng trường thiên tuyệt bên kia lại xảy ra chuyện. Ta một đạo lực lượng lại cũng bị xóa đi, làm sao có thể? Chẳng lẽ có cường giả hạ xuống sẽ đối những thiên tài kia ra tay? Không do dự nữa, kính thủy tiên sinh bước ra một giọt máu tươi, ngón tay lại là bắt pháp quyết, dưới người trận mang không ngừng mở rộng, vô cùng chói mắt. Kính thủy nhớ lại, kính thủy tiên sinh một chỉ điểm ra, trên hư không lại dần dần ngưng tụ thành một bức tranh, chính là quảng trường thiên tuyệt phát sinh hết thảy. Hắn con người híp lại. Dù là thấy Diệp Thần lấy nhập thánh cảnh nghiền ép mọi người cũng không có quá mức gợn sóng. Ở hắn xem ra, Diệp Thần chẳng qua là một cái ẩn núp tu vi cường giả mà thôi. Không tính là quá tươi đẹp. Thậm chí còn đoạn Hoài An ra sân cũng không có để cho hắn biểu tình biến hóa rất nhiều hơn. Nhưng là làm tiểu hoàng xuất hiện, lại là trấn áp chín đầu huyết lang, kính thủy tiên sinh đột nhiên đứng lên, tròng mắt xúc tới cực điểm. Thân thể lại là run rẩy. Bởi vì hắn từ vậy quất mèo vậy nhóc trên mình cảm thấy thượng cổ yêu thú hơi thở. Đây mới thật là thượng cổ huyết mạch. Tuyệt không bình thường. Nếu không chín đầu huyết lang căn bản không có thể thần phục. Chỉ có vạn yêu vua mới có cái này tư cách. Như vậy huyết mạch, nhưng là loại này hình thái, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Đây là thượng cổ yêu thú con non. Nếu như bị hắn đạt được, tiến hành huấn luyện. Tuyệt đối sẽ thành là cao cấp yêu thú. Đến lúc đó lại là có cơ hội điều khiển toàn bộ yêu thú. Kính thủy tiên sinh hô hấp dồn dập. Không nghĩ nhiều nữa, thân thể như gió, mũi chân lại là điểm vào trên mặt hồ, tốc độ cực nhanh. Hắn trong lòng tham lam nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị kích thích. Bỏ mặc trả giá cao gì, vậy thượng cổ yêu thú con non nhất định phải là hắn sử dụng. Còn như cái đó y thần môn Diệp Thần. Lại có thiên phú thì như thế nào? Hắn không có tư cách nắm trong tay loại này nghịch thiên vật, cho dù có tư cách, hắn vậy không phòng giữ được. Hình ảnh quay về, quảng trường thiên tuyệt. Mấy trăm người đào thải rất nhanh kết thúc, không ngừng rút thăm. Cuối cùng hiển nhiên là tông môn và tông môn giữa tỉ thí. Mỗi một thiên tài cũng đại biểu sau lưng tông môn. Diệp Thần đại biểu y thần môn rút được không ít lần ký, nhưng là không một ngoại lệ. Những cái kia rút được Diệp Thần người, sắc mặt ảm đạm. Mỗi một người đều lựa chọn bỏ quyền. Một cái liền tông môn trưởng lão và trọng tài cũng không có có thể nại hà tồn tại, đánh như thế nào. Không thể nghi ngờ là chịu chết à. Mấu chốt bây giờ Diệp Thần ở trong lòng mọi người sớm thì không phải là 5 năm trước tên phế vật kia. Mà là một ngọn núi nhạc, căn bản leo không dậy nổi núi cao. Diệp Thần chỉ như vậy ngồi vững rào hú tái. Không người ứng chiến ngược lại để cho hắn có thể không ngừng khôi phục trạng thái. Rốt cuộc, cuối cùng chỉ còn lại 18 người. Trừ đi Kỳ Tư Thanh trực tiếp lên cấp số người, cái này 18 người muốn lựa chọn ra sau cùng 9 người lên cấp. Diệp Thần tự nhiên vậy không để ý đến, ở hắn xem ra, hắn là tất nhiên lên cấp, phỏng đoán lại phải có người buông tha. Mà còn lại mười mấy người rút thăm lúc đó, toàn ở khấn cầu không nên đụng gặp Diệp Thần và Ngụy Dĩnh. Ai đụng phải, liền căn bản không có lựa chọn à, chỉ có thể bỏ quyền. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tất cả ngồi hai nơi, không có chút nào gợn sóng. Cho đến một hồi sóng âm tiếng bỗng nhiên rơi xuống. Tuyệt Hàn Tông Ngụy Dĩnh, y thần môn Diệp Thần, mời bước vào lôi đài số 9. Thanh âm lạnh như băng vang khắp, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh đồng loạt mở mắt ra. Nguyên bản yên tĩnh đám người nhưng là một hồi ồn ào náo động. Bất ngờ. Kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, vậy quảng trường thiên tuyệt hai tôn sát thần lại muốn chạm mặt à. Một cái là nghiền ép trưởng lão và trọng tài yêu nghiệt tài, một cái là dùng mình giết người, lạnh lùng như xương cô gái thiên tài.
Như vậy đánh một trận, tuyệt đối là đặc sắc nhất tồn tại à. Mấu chốt cái này trong hai người bất kỳ một người nào, đều là tất nhiên bước vào trước 10 tồn tại à. Kết quả lại là chỉ có một người mới có thể đi vào. Đơn giản là nổ toàn trường à. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ một chút, ngay tức thì vượt qua đến 10 mét trên lôi đài. Ngụy Dĩnh mặc một bộ váy trắng, vóc người hoàn mỹ sâu sắc thể hiện, trên đầu đơn giản khoác liền cái búi tóc, trong mắt lạnh lùng giống như trên tuyết sơn một hoàng thanh tuyền, quét nhìn toàn trường, không đành lòng bức thị. Linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo khí chất làm cho cả quảng trường thiên tuyệt lại là hạ nhiệt mười mấy độ, trên lôi đài lại là rơi xuống hoa tuyết. Tự thành ý cảnh, không thể địch nổi. Xinh đẹp kinh bốn chỗ. Diệp Thần, đi lên. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi rơi xuống. Diệp Thần đứng lên, hướng lôi đài đi, trong ngực tiểu hoàng ngủ đang ngọt, bởi vì nhiệt độ quá thấp, dùng mình một cái. Một bước bước ra, đi tới trên lôi đài. Hai đạo thân ảnh đối lập mà chiến, mặc dù không có bắt đầu, nhưng là lạnh vô cùng sát ý ngay tức thì hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, mi tâm ngọn lửa ngay tức thì bùng nổ. Bất diệt lửa bao phủ toàn thân. Hắn chỗ ở khu vực không có bất kỳ nhiệt độ thấp, càng không có hoa tuyết. Lạnh vô cùng và vô cùng viêm lực trên không trung va chạm. Không phân cao thấp. Diệp Thần nhìn về phía Ngụy Dĩnh, vẫn mở miệng nói, sát huyết hàn thể, ta không biết ngươi và Ngụy Dĩnh làm dạng gì giao dịch, ta chỉ hy vọng đến đây kết thúc. Nếu như ta không thấy được chân chính Ngụy Dĩnh, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi vĩnh cửu phong ấn. Ta chỉ nói một lần, ta có năng lực này. Đối mặt sát huyết hàn thể nắm trong tay Ngụy Dĩnh. Nếu như là mấy ngày trước, có thể Diệp Thần không có năng lực này. Nhưng là bây giờ dựa vào thần lôi và một ít thuật pháp, vẫn có thể phong ấn sát huyết hàn thể. Chẳng qua là nguy hiểm quá mức to lớn. Bất kể là đối với Ngụy Dĩnh hay là đối với hắn mà nói. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần, người lấy là giết Thanh Loan Tông một vị trưởng lão liền rất lợi hại. Vẫn là nói ngươi trong ngực cái vật nhỏ kia có thể giúp ngươi. Ta thừa nhận ngươi trưởng thành ngoài ta ý liệu, sớm biết như vậy, ở ngươi từ hoa hạ bước vào Côn Lôn hư thời điểm, ta đến lượt nghĩ biện pháp giết ngươi. Bất quá bây giờ cũng giống vậy, mặc dù trong thân thể ta vậy nha đầu không cho phép ta giết ngươi, nhưng là phế ngươi ta có lẽ còn có thể làm được. Hôm nay ta nhất định phải thắng, giặt ao rồng ta nhất định phải tiến vào. Diệp Thần nghe được câu này, nhướng mày một cái gì giặt ao rồng? Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng 10 người chân chính chỗ đi? Những thứ này Côn Lôn hư thiên tài tham gia cái này thịnh thế không phải là vì danh tiếng mà là vì giặt ao rồng. Ngụy Dĩnh nhìn ra Diệp Thần nghi ngờ, cười lạnh nói, xem ra ngươi liền giặt ao rồng cũng không biết, nếu không biết, vậy thì lăn xuống đi. Tránh cho ta phế ngươi. Dứt lời, Ngụy Dĩnh năm ngón tay ở trước mặt không khí một chảo, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí hơi nước lại ngưng kết liền một cái băng kiếm. Băng kiếm nắm chặt, nhẹ nhàng run một cái, ngay tức thì một đạo lạnh vô cùng kiếm ý hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần có thể cảm giác đến bây giờ Ngụy Dĩnh so với trước đó nhìn thấy cường thế không thiếu, không do dự nữa, bất diệt lửa phun trào ở lòng bàn tay. Hắn cũng không dự định động kiếm. Dẫu sao đây là Ngụy Dĩnh thân thể, nếu như làm thương tổn, đối với sát huyết hàn thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại xảy ra chuyện là Ngụy Dĩnh. Diệp Thần năm ngón tay dương ra, một trường đánh ra, một đạo hỏa diễm hư trường ngay tức thì chiếm đoạt đi, tựa như một đầu tinh không cự thú. Ngay tức thì đem vậy đạo cực kiếm lạnh lẽo y chiếm đoạt. Ngụy Dĩnh nhưng là vào thời khắc này phác họa một nơi một đạo nụ cười như ý, Diệp Thần, người cho rằng tay ta đoạn không chịu được như vậy sao? Tuyệt kiếm lạnh lẽo gió nổi lên. Dứt lời, toàn bộ trên lôi đài cuồng phong nổi lên. Vô số đạo gió lạnh cuốn tới, thậm chí dần dần hóa là một đạo lại một đạo vòi rồng gió. Trong bão hàm chứa lạnh như băng kiếm ý, một khi đụng chạm, tất nhiên hóa là một đống thịt vụn. Diệp Thần bất diệt lửa phun trào. Thần lôi lực giống vậy ngưng tụ ở lòng bàn tay, một trường vỗ ra. Một trường này dễ như bỡn, mắt xem chạm tới trong đó một đạo vòi rồng gió, nhưng phát hiện tại chỗ biến mất. Tựa như bị chiếm đoạt. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện trên người mình vậy bộ Armani đồ dạo phố tay áo nghiền.
liền ngay cả tay lòng cũng là xuất hiện từng đạo vết kiếm. Có thể gặp thực lực. Ngụy Dĩnh hai tay ôm ngực, vậy đầy đặn nửa vòng tròn hiển lộ mấy phần, rất là hấp dẫn. Đối diện Diệp Thần, như thế nào, có phải hay không cảm giác được sợ hãi? Diệp Thần trên bả vai Tiểu Hoàng cũng là nhận ra được nguy hiểm, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, giống giận trầm thấp không ngừng truyền tới. Ngụy Dĩnh mặt liền biến sắc, có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là nói, Diệp Thần, ngươi liền dự định cả đời núp ở vật nhỏ này sau lưng. Ta thật đúng là xem thường ngươi. Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho Tiểu Hoàng ra tay, vội vàng ra lệnh Tiểu Hoàng lui ra. Tiểu Hoàng nhìn một cái Diệp Thần, có chút không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui đến xó xỉnh, thân thể một cái nhảy, chính là đi tới xó xỉnh một nơi hình tròn cột đá trên, tiếp tục ngủ. Thậm chí nhắm mắt trước còn ai oán nhìn một cái Diệp Thần. Vòi rồng gió lạnh tàn phá càng phát ra mãnh liệt, mắt xem muốn hoàn toàn bao vây Diệp Thần, đoạn đi hết thảy đường sống. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, vậy bất diệt lửa ngay tức thì có sức sống vậy, biến ảo thành một đầu rồng lửa. Khoảnh khắc gian, Diệp Thần quanh thân năng lượng thúc dục phát, khí thế ngất trời. Đồng thời, thân thể huyết long ý vậy lan ra, một cổ tới từ địa ngục sát khí phun trào ra, ở Diệp Thần quanh thân hình thành một đạo bình phong che chở. Diệp Thần khí thế bùng nổ, một bước bước ra, trực tiếp đánh vào một đạo vòi rồng gió lạnh trên. Trên lôi đài, đột nhiên phong vân biến ảo, mặt đất chấn động. Để cho tất cả mọi người bất ngờ chuyện xảy ra, vòi rồng gió lạnh lại trực tiếp bị đánh nát. Sau đó, Diệp Thần Thương Long Huyễn Thân quyết tăng nhanh, trong mắt hiện lên kiên định, hướng Ngụy Dĩnh phóng tới. Ngụy Dĩnh hiển nhiên không ngờ tới mình một chiêu lại bị Diệp Thần bỏ chia. Mấu chốt tên này hay là dùng quả đấm à? Lúc nào quả đấm có thể cứng như thế? Do không được nàng suy tính, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt nàng, năm ngón tay đưa ra, hướng nàng cổ trừ đi. Tự tìm cái chết. Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau một bước, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên gian một mặt tường băng xuất hiện ở hai người bây giờ. Nhưng là Diệp Thần không cố kỵ chút nào, năm ngón tay là móng, mang từng cơn huyết quang, trực tiếp xuyên thấu tường băng. Đồng thời năm ngón tay vững vàng giữ lại Ngụy Dĩnh cổ. Tường băng vỡ vụn. Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, ngón tay nhỏ nhắn bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Đột nhiên, chợt vỗ ra. Đụng, ngay tức thì đập vào Diệp Thần ngực. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới tinh huyết này lực lượng lại như vậy khủng bố, thân thể tại chỗ bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, chung quanh hắn lại xuất hiện gần trăm cái nhọn nhũ băng. Nhũ băng cuộn sạch lạnh vô cùng lực, trực tiếp hướng Diệp Thần cắn nuốt. Diệp Thần, người quên một chuyện, ta là sát huyết hàn thể, ta máu cũng không phải là người bình thường máu ta có thể giết người. Mà bây giờ, giết chính là ngươi. Diệp Thần cảm giác được nguy cơ, nhìn một cái người vây xem chung quanh nhóm. Lần nữa ngưng tụ che đậy đại trận. Vì phòng ngừa Diệp Thí Thiên thân phận bại lộ, đây là tốt nhất thủ đoạn. Đoạn Hoài An nói qua, bây giờ không phải là hắn bại lộ thân phận thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, cái lôi đài này hết thảy cảnh tượng biến mất, chỉ ít ở người ở dưới đài xem ra đã là như vậy. Đám người cực kỳ mất hứng, thậm chí kêu rên khắp nơi. Dẫu sao Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người, là lần này Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến nhất có tư cách thắng được người, mà bây giờ, không thấy rõ bên trong trạng thái, vậy có bao nhiêu khó khăn bị à? Làm hết thảy che đậy, Diệp Thần cánh tay đưa ra, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tới. Một đạo hàn quang tựa như phá vỡ hư không, trực tiếp ngăn ở trước người của hắn. Vô số nhũ băng nện ở Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên, hóa thành từng đạo băng hàn sương mù. Mắt xem nhũ băng biến mất, một đôi tay trắng nhưng là xuyên thấu tới, trực tiếp cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Chính là Ngụy Dĩnh. Hôm nay ta liền để cho ngươi rõ ràng sát huyết hàn thể thật nghĩa sâu xa. Kết. Dứt lời, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm lại trực tiếp bị một đạo hàn băng bọc. Hoàn toàn đông lại, hóa là một cái to lớn cục băng. Vậy đông lạnh Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cục băng rơi trên mặt đất. Đồng thời, Diệp Thần kinh hãi là phát hiện hắn và Chém Long Vấn Thiên Kiếm liên lạc bấm đứt. Đây là cái gì thủ đoạn? Diệp Thần có chút kinh hãi. Còn chưa cùng nàng kịp phản ứng,
Vậy Ngọc đầu ngón tay tất ra một giọt máu tươi, chạm được Diệp Thần cổ tay, Diệp Thần muốn tránh thoát, nhưng là rất nhanh, phát hiện trên tay hắn lại ngay tức thì đóng băng. Đóng băng ý lại là lan tràn. Tay hắn chân hoàn toàn đông, lôi đài mặt đất cũng là hóa là một tòa băng trận. Móc lửng. Hết thảy tựa như đều ở đây Ngụy Dĩnh lãnh vực bên trong. Diệp Thần muốn vận dụng bất diệt lửa tránh thoát, nhưng là ấn đường đã bị một đạo dùng mình bao trùm. Mấy giây thời gian, dù là hắn thân thể vậy hóa là tượng đá. Hết sức giá rét, nhúc nhích không được. Ngụy Dĩnh làm xong hết thảy các thứ này, ngược lại không gấp trước động Diệp Thần, sắc mặt trắng bệch, thậm chí rất là khó chịu. Nàng uống một viên đan dược, hiếu kỳ đi nữa nhìn về phía Diệp Thần, nói, thằng nhóc, vốn là lấy là đối phó ngươi rất đơn giản, bây giờ nhìn lại, chỉ có thượng cổ sát hàn thuật và ta tinh huyết trong cơ thể mới có thể đem ngươi vây khốn. Vốn là định dùng cái này cùng trói buộc đối phương hư vương cảnh trên trở ngại, bây giờ cái đầu tiên đến phiên ngươi, ngươi hẳn cảm giác được vinh hạnh. Diệp Thần nghe được thượng cổ sát hàn thuật hơi biến sắc mặt, đây là thượng cổ thuật pháp một loại. Thậm chí là một loại đại năng thần thông diễn hóa mà đến tồn tại. Có thần thông chi hình, không có thần thông ý. Thuật này đối với người yêu cầu cực cao, không chỉ muốn lạnh vô cùng huyết mạch, càng phải thiên phú. Tuyệt đối không nghĩ tới lại bị bây giờ Ngụy Dĩnh nắm giữ. Hắn biết sát huyết hàn thể nghịch thiên, nhưng không biết như vậy nghịch thiên a. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần trên người kinh ngạc, rất là hưởng thụ. Loại này bị nắm trong tay mùi vị như thế nào, không dễ chịu đi, ngươi yên tâm, ta không giết được ngươi, dẫu sao vậy nha đầu không cho phép, nhưng là để cho ngươi mất đi một ít giá phải trả hay là làm đến. Hôm đó ở Hoa Hạ một nơi hầm lạnh bên trong, ngươi đùa giỡn ta, hôm nay ta liền bỏ đi ngươi người đàn ông chỗ kia đồ. Dứt lời, Ngụy Dĩnh trong tay xuất hiện một cái băng kiếm. Băng kiếm vũ động, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác thể chợt lạnh. Cái này sát huyết hàn thể là tên điên đi. Loại chuyện này cũng làm được. Diệp Thần muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Cái này thượng cổ thuật pháp quá mức nghịch thiên. Mắt xem Ngụy Dĩnh băng kiếm chuẩn bị hướng hắn cướp tới, Diệp Thần bên tai vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, mộ chủ, có cần hay không ta tới giúp ngươi? Diệp Thần ngẩn ra, trong mắt vui mừng. Đây là Mạc Ngưng Nhi thanh âm. Hắn thậm chí cảm thấy nghe quá hay. Dĩ nhiên muốn à. Mộ chủ, thế gian có thể đối kháng sát huyết hàn thể chỉ có ta thiên tuyệt hàn thể, ngươi linh thức phóng thích, ta cho ngươi một đạo lực lượng. Có cái này lực lượng, miễn dịch hết thảy sát huyết hàn thể ý. Diệp Thần nhắm mắt lại, linh thức phóng thích, ngay tức thì một đạo hư ảnh hiện lên. Mạc Ngưng Nhi đứng trước mặt của hắn. Ngụy Dĩnh chẳng qua là cảm giác được không đúng. Dẫu sao hắn không cách nào thấy Mạc Ngưng Nhi. Mạc Ngưng Nhi một chỉ điểm ra, xuyên thấu hàn băng, lại là điểm ở Diệp Thần trên ấn đường. Một giây kế tiếp, Diệp Thần phát hiện mình đan điền lại bị dùng mình bọc, thân thể bất kỳ một nơi phảng phất có hàn băng ngàn năm chế tạo. Tốt! Mạc Ngưng Nhi biến mất, thân thể mờ đi mấy phần. Nếu như thi triển mấy lần nữa, sợ rằng phải vĩnh cửu tiêu tán. Thời khắc này Ngụy Dĩnh nhìn lướt qua chung quanh. Nàng luôn cảm giác mình lãnh vực bên trong thật giống như tồn tại không nên xuất hiện đồ. Chẳng qua là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Nàng không do dự nữa, trong tay kiếm lạnh lẽo mang theo cuồng sát kiếm ý hướng Diệp Thần nào đó bộ phận đi. Gió lạnh từng cơn. Ngay tại muốn khoảng cách Diệp Thần chỉ bất quá mười mấy cm thời điểm, Diệp Thần trong mắt mở ra. Hắn thân thể đóng băng cảm giác xuất hiện từng đạo mạng nhện vậy vết rách. Ầm ầm vỡ vụn, vô tận đợt khí hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Thấy một màn này, Ngụy Dĩnh trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là kinh ngạc. Diệp Thần tu luyện là chí dương công pháp, không thể nào phá vỡ nàng thuật pháp. Dù là một ít đại năng cũng không có tư cách. Sát huyết hàn thể, người đàn ông vật kia có thể là rất trọng yếu, phá hủy, ngươi nhưng là phải hối hận. Coi như ngươi không thích, không đại biểu Ngụy Dĩnh không thích. Ngụy Dĩnh nghe được cái này trêu đùa ý mười phần lời nói, càng phát ra nổi nóng, kiếm lạnh lẽo lần nữa chém tới. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hai ngón tay đưa ra, trực tiếp kẹp lấy thanh kia băng kiếm. Sau đó Diệp Thần khí thế tăng vọt, trên lôi đài, nhất thời phát ra trầm thấp sấm sét tiếng. Đồng thời, thấy lạnh cả người cuộn sạch. Đây là Diệp Thần lạnh vô cùng lãnh vực.
đến từ thiên tuyệt hàn thể. Mây đen cuộn sạch, thiên địa biến sắc. Từng cơn gió lạnh dưới, toàn bộ lôi đài một phiến tĩnh mịch. Đây là... Ngụy Dĩnh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cảm giác được rõ rệt một cổ sâu tận xương tủy giá rét. Loại này giá rét làm cho lòng người sợ hãi. Thậm chí thân thể nàng ở giữa huyết mạch vậy sôi trào lên. Thật giống như gặp được đồng loại. Làm sao có thể, tên này rõ ràng tu luyện là Chí Dương công pháp, tại sao phải có loại khí tức này? Cái này dị tượng thật giống như tự thành lạnh vô cùng lãnh vực. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Diệp Thần, người rốt cuộc đang làm gì? Ngụy Dĩnh không cách nào tiếp nhận, tức giận nói. Nàng cảm giác bực bội à? Diệp Thần cười một tiếng, ngươi không phải thích lạnh vô cùng sao? Hôm nay ta ngược lại là phải xem là ngươi sát huyết hàn thể lợi hại, vẫn là ta thiên tuyệt hàn thể. Dứt lời, Diệp Thần bước chân đạp một cái. Nguyên bản mặt đất hàn băng hoàn toàn hòa tan. Ngụy Dĩnh nghe được thiên tuyệt hàn thể, thân thể tựa như nói thật. Làm sao có thể? Nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng Diệp Thần, tên này không thể nào có thiên tuyệt hàn thể. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng là cảnh tượng trước mắt lại giải thích thế nào? Hoảng hốt bây giờ, Diệp Thần bóng người đã xuất hiện ở Ngụy Dĩnh sau lưng. Năm ngón tay bấu vào Ngụy Dĩnh cổ, Ngụy Dĩnh ngưng tụ nhũ băng, hướng sau lưng Diệp Thần đâm tới. Còn dùng một chiêu này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thân thể thiên tuyệt hàn thể phóng thích, Ngụy Dĩnh trong tay nhũ băng lại có thể hòa tan. Mà Diệp Thần tay cũng là bắt được Ngụy Dĩnh cổ tay. Thân thể dán chặt, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi được nhàn nhạt thơm mát. Còn muốn phản kháng sao? Ngụy Dĩnh nghe được bên tai vô hạn đến gần thanh âm, sắc mặt đỏ ửng, nàng thậm chí có thể cảm giác được Diệp Thần hô hấp thổi tới nàng trên cổ ngứa một chút. Ngươi khốn kiếp! Ngụy Dĩnh xoay người. Vậy không dùng tới nhũ băng, trực tiếp một chưởng hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần lắc đầu một cái, tại sao phải vùng vẫy đây? Đột nhiên, hắn phóng thích một đạo hàn thể, trên lôi đài hết thảy biết rõ, thậm chí Ngụy Dĩnh động tác cũng không ngừng trở nên chậm. Diệp Thần cũng không dám dùng quá hơn lực lượng, dẫu sao là sát huyết hàn thể điều khiển Ngụy Dĩnh thân thể. Nàng tay phải giữ lại bả vai, nhẹ nhàng kéo một cái. Ngay tức thì đem Ngụy Dĩnh thân thể mang xuống lôi đài. Mắt xem Ngụy Dĩnh muốn hết xuống lôi đài, Diệp Thần kéo một cái, bắt được Ngụy Dĩnh trên người quần áo. Xé kéo, thanh thúy chi tiếng vang lên. Hình ảnh định cách, Ngụy Dĩnh sau lưng quần áo, ngay tức thì biến dạng. Trên người hết thảy cũng hoàn toàn bại lộ. À, Ngụy Dĩnh nhọn kêu thành tiếng, mắt xem muốn hết xuống lôi đài, Diệp Thần không do dự nữa. Giữ lại Ngụy Dĩnh cổ tay, lần nữa kéo trở lại. Hắn bất quá là muốn đem Ngụy Dĩnh đuổi xuống lôi đài, chỉ cần Ngụy Dĩnh thua, vậy không cần phải sẽ ra tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tên này trên người quần áo làm sao tàn thứ phẩm à. Kéo một cái liền bể. Nếu như hết xuống lôi đài, rời đi che đậy trận pháp, vậy Ngụy Dĩnh liền hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt mọi người. Chỉ có kéo hồi. Nhưng là cái này kéo một cái. Hai người đối lập nhau, sóng lớn mãnh liệt thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàn toàn thấy hết. Ngụy Dĩnh gương mặt đỏ ửng, muốn ngưng tụ ra kiếm lạnh lẽo nhưng phát hiện căn bản không có thể. Diệp Thần lạnh vô cùng lãnh vực quá mạnh mẽ, cơ hồ nắm trong tay hết thảy. Khốn kiếp, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ngụy Dĩnh nổi nóng, thẹn thùng. Nàng thậm chí có chút không mặt mũi gặp người. Nàng cố nhiên nắm trong tay Ngụy Dĩnh thân thể. Nhưng là cuối cùng, nàng cũng là Ngụy Dĩnh à. Bây giờ rõ ràng bị nàng nhất người đáng ghét nắm trong tay, tâm tính bảo trả à. Con gái, ngươi thân thể vẫn còn cho ngươi. Không nên để cho ta lại nhìn thấy thằng nhóc này. Ta không ném nổi cái mặt này. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh sát ý kia trong mắt dần dần biến mất, quay lại biến thành nghi ngờ. Tựa như biến thành một người khác vậy. Rất hiển nhiên. Sát huyết hàn thể không muốn đối mặt Diệp Thần, chỉ có thể đem thân thể nắm quyền trong tay vẫn còn cho Ngụy Dĩnh. Diệp tiên sinh. Ngụy Dĩnh nhìn trước người trống trơn, hô hấp cơ hồ, kéo theo trước người vật phập phồng, gương mặt đỏ au. Diệp Thần thoảng qua thần tới, cái này một lít Diệp tiên sinh liền để cho hắn rõ ràng Ngụy Dĩnh trở về, vì phòng ngừa lúng túng, nàng vội vàng đem trên người đồ dạo phố cởi ra, lại là khoác ở Ngụy Dĩnh trên mình.
hắn lại là thân thiết cài nút. Bởi vì ngón tay vô tình hay hữu ý chạm được Ngụy Dĩnh trước ngực, Ngụy Dĩnh lại là truyền tới nhẹ nhàng xen in tiếng. Diệp tiên sinh, cảm ơn, cho ngươi thêm phiền toái. Ngụy Dĩnh cúi đầu, cơ hồ không dám xem Diệp Thần. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, ta dùng phách huyền thạch đem sát huyết hàn thể trấn áp đi, cũng hoặc là ta dùng một ít thuật pháp đem nàng vĩnh cửu phong ấn, nếu không nàng luôn là chiếm cứ ngươi hết thảy. Vốn cho là Ngụy Dĩnh sẽ đáp ứng, lại không nghĩ rằng Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh, không muốn. Nếu như ta ở Hoa Hạ, ta có lẽ hy vọng qua cái loại đó bình thường sinh hoạt, nhưng là bây giờ ở Côn Lôn Hư, võ đạo vi tôn, sát huyết hàn thể đối với ta rất trọng yếu, còn có nàng cho tới bây giờ không có chiếm đoạt ta dự định, chúng ta vốn là một thể, nàng nóng nảy mặc dù cổ quái, tính cách lạnh như băng, nhưng là lòng dạ không xấu xa. Nếu như nàng bởi vì ta đối với ngươi làm không tốt sự việc, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần nhíu mày một cái, ngươi chắc chắn. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, Diệp tiên sinh không cần lo lắng ta, ta và nàng đã đàm phán tốt, nàng rất nhiều chuyện tình cũng biết nghe ta, chẳng qua là, Diệp tiên sinh, có một việc ta khó mà mở miệng, ta phải tiến vào Tẩy Long Trì, chỗ đó đối với ta rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Tẩy Long Trì. Diệp Thần ngẩn ra, lại là cái này ba chữ. Nàng chân thực không nghĩ ra, tại sao Ngụy Dĩnh như vậy quan tâm. Ngay tại lúc này, hắn bên tai vang lên Lâm Thanh Huyền thanh âm, thằng nhóc, Tẩy Long Trì nhưng mà địa phương tốt, dõi mắt Côn Lôn Hư đều là mấy chục năm mới hỏi đời một lần địa phương, không chỉ đối với một ít đặc thù huyết mạch rất trọng yếu, đối với máu ngươi long cùng với ngươi vậy tiểu hoàng đều là rất là trọng yếu. Ngươi vậy tiểu hoàng hấp thu vậy chín đầu huyết lang lực lượng, đã thuộc về lần đầu tiên tiến hóa bên bờ, nếu như tiến vào Tẩy Long Trì sao, hấp thu ở trong đó năng lực, tuyệt đối có thể hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Diệp Thần nghe được Lâm Thanh Huyền những lời này tiếng nói, ngược lại có chút kích động. Dẫu sao tiểu hoàng mạnh mẽ hắn là thấy được, trừ là ngủ, không việc gì khuyết điểm, cũng có thể giúp hắn ứng đối một ít đặc thù sự việc. Một khi tiến hóa, chỉ sẽ cường đại hơn. Ở lại hắn bên người, quá trọng yếu. Hắn nhìn về phía Ngụy Dĩnh, trước 10 tên liền có thể đi vào Tẩy Long Trì. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, đúng. Chỉ tiếc, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể Diệp tiên sinh một người đi. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn thấy Ngụy Dĩnh trong mắt thất lạc. Tẩy Long Trì đối với hắn mấu chốt, đối với Ngụy Dĩnh mà nói cũng giống như vậy. Bất kể như thế nào, hai người đều phải bước vào trong đó. Diệp Thần nghĩ rõ ràng hết thảy, nhìn về phía Ngụy Dĩnh, yên tâm, Tẩy Long Trì chúng ta cùng chung tiến vào. Nhưng mà quy củ bày ở nơi đó, Ngụy Dĩnh do dự nói. Diệp Thần cũng không nói nhảm, vung tay lên, rút lui hết che đậy đại trận. Nguyên bản huyên náo dưới lôi đài, ngay tức thì an tĩnh lại. Tất cả lôi đài đã sớm kết thúc, duy chỉ có Diệp Thần và Ngụy Dĩnh bên này không có động tĩnh chút nào. Đây có thể cầm người ở dưới đài cũng sẽ lo lắng. Đi ra, mau xem, rốt cuộc người nào thắng. Ừ, không đúng à, làm sao hai người cũng đứng trước. Còn nữa, vậy nha đầu trên người quần áo làm sao biến thành người đàn ông quần áo? Không đúng à, cái này quần áo hình như là y thần môn Diệp Thần đi. Trời ạ, chẳng lẽ cái này hai người ở bên trong cái đó? Trước một giây không phải sát khí lăng như vậy sao? Vậy tuyệt hàn tông Ngụy Dĩnh nhìn dáng dấp muốn giết Diệp Thần, làm sao biến thành hôm nay cục diện? Tại sao à, cái này Diệp Thần cũng không có dáng dấp rất tuấn tú à, đời này Kỳ Tư Thanh là không thể nào. Vốn còn muốn thử một chút theo đuổi cái này tuyệt hàn tông thiên tài đệ tử, bây giờ nhìn lại, không vui à? Tại sao hai đóa hoa tươi chỉ như vậy cắm ở phân bò trên à? Đám người một phiến kêu rên. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh quần áo xốc xếch, hơn nữa Ngụy Dĩnh gương mặt thật lâu không có tản đi đỏ ửng, để cho người không liên tưởng cũng khó à? Lôi đài không phần lớn thiên tài vốn là còn theo đuổi Ngụy Dĩnh dự định. Dẫu sao Ngụy Dĩnh là một người mới. Tuyệt hàn tông cũng không có như vậy cao không thể leo tới, mấu chốt Ngụy Dĩnh dáng rất xinh đẹp à. Bây giờ nhìn lại, lại mẹ hắn không đùa à. Nếu như không phải là Diệp Thần thực lực khủng bố, lực uy hiếp cực mạnh, nếu không sớm có người xông lên lôi đài chém chết Diệp Thần. Cực điểm, Trịnh lão thành tựu trọng tài, hay là đối với Diệp Thần và Ngụy Dĩnh nói, còn lại 9 số người đã chắc chắn,
còn kém các ngươi rốt cuộc người nào thắng? Diệp Thần ánh mắt hướng Trịnh trưởng lão sau lưng nhìn, nhưng là phát hiện mấy người. Cái này mấy người chắc là cuối cùng 11 người trong. Kỷ Tư Thanh vẫn chưa về. Diệp Thần cười một tiếng, nhún nhún vai nói, ván này, ta và Tuyệt Hàn Tông Ngụy Dĩnh Huệ, khó mà phân ra thắng bại. Huệ. Trịnh lão sắc mặt vừa kéo. Còn lại mấy vị trọng tài sắc mặt cũng rất khó xem. Dưới lôi đài đếm lấy tính chục nghìn người lại là thiếu chút nữa ngã xuống đất. Võ đạo so tài, lại là Côn Lôn hư thi đấu, làm sao có thể huề. Cho tới bây giờ chưa từng có. Bây giờ Diệp Thần và Ngụy Dĩnh không có một tia vết thương, lại mẹ hắn làm ra huề, người nào không biết bên trong đạo đạo. Trịnh lão nhìn một cái trên lôi đài đang ngáy tiểu hoàng, vừa nhìn về phía Diệp Thần, võ đạo so tài không phải trò đùa, làm sao có thể có huề. Nhất định phải có kết quả. Số người đã đủ, không có thể chứa 11 người. Trừ phi hai người các ngươi đều bị đào thải. Trịnh trưởng lão thái độ cực kỳ kiên định. Cái này không thành vấn đề. Diệp Thần đem tiểu hoàng ôm vào trong ngực, từng bước hướng vậy lên cấp đến sau cùng mấy người đi. Đột nhiên, bước chân dừng lại. Tiểu hoàng mở mắt ra, khá là cảnh giác nhìn mấy người kia. Mà Diệp Thần quanh thân sát khí bao phủ ra. Ánh mắt lạnh như băng quét nhìn mấy người kia. Ánh mắt này tựa như địa ngục ác ma. Cực độ lạnh như băng. Là máu. Mấy người kia nhưng mà biết Diệp Thần thực lực, rối rít lui về phía sau mấy bước, sau lưng lại là một phiến lạnh lẽo. Hiển nhiên là sợ. Ta và Tuyệt Hàn Tông Ngụy Dĩnh thực lực, hẳn không thể nghi ngờ, dù sao không có phân ra thắng bại, không ngại ở từ trong ngẫu nhiên rút ra một người, cắt nửa tha, như thế nào. Lời này vừa nói ra, vậy lên cấp mấy người ngay tức thì đầu đầy mồ hôi. Bọn họ không có rút được Diệp Thần và Ngụy Dĩnh đã cảm ơn trời đất. Nếu như lại bị rút ra so tài, nào còn có mệnh à? Mấu chốt bây giờ Diệp Thần ánh mắt chính là mang sát ý, một khi trong bọn họ bất kỳ một người nào đạp lên lôi đài, tuyệt đối hữu tử vô sanh à? Mấu chốt có vật nhỏ kia ở đây, những thứ này trọng tài vậy không làm gì được à? Trịnh lão nhìn ra Diệp Thần ý uy hiếp, mới vừa muốn nói chuyện, một cách đại khái chừng 20 tuổi tu luyện tông, đột nhiên bưng kín bụng đối với Trịnh lão nói, Trịnh lão, chân thực ngại quá, ta cảm giác đan điền có chút khó chịu, ta hẳn là đang chiến đấu bị nội thương, không cách nào bước vào Tẩy Long Trì, cái đó. Trịnh lão, ta đẩy ra. Trịnh lão mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói, Tẩy Long Trì nhưng mà trăm năm khó khăn được một lần, người chắc chắn buông tha. Còn nữa. Sau lưng người tông môn có bằng lòng hay không? Vậy tu luyện người gật đầu liên tục, Trịnh lão sư phụ chỉ hỏi ta muốn một cái danh tiếng mà thôi, ta huyết mạch đặc thù, Tẩy Long chỉ đối với ta lại nói không tác dụng gì, thà lãng phí thời gian, còn không bằng tốn thêm chút thời gian tu luyện, cáo từ. Vậy tu luyện người căn bản không cùng Trịnh lão phản ứng, trực tiếp rời đi. Rời đi lúc lại là sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần. Rõ ràng cho thấy bị Diệp Thần uy hiếp đi à. Hắn thậm chí cảm giác Diệp Thần một mực dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chính là ở xem hắn hành động. Hắn luống cuống. Cơ duyên trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu à. Thanh Loan Tông đắc tội Diệp Thần, cơ hồ toàn quân chết hết. Bây giờ nếu như hắn đắc tội nữa, tông môn có sao không cũng không biết. Hắn thậm chí cảm thấy cái này y thần môn Diệp Thần và vậy Diệp Thí Thiên thật mẹ hắn giống như. Chỉ thích chi phối cảm giác sợ hãi. Người này ngược lại là hiểu lầm Diệp Thần, hắn chỉ bất quá muốn thử một chút có thể hay không có người rời đi, nếu như không người rời đi, hắn vậy sẽ không động thủ. Chẳng qua lại nghĩ biện pháp. Nhưng là nếu có người rời đi, vậy liền tốt nhất biết bao. Trịnh lão, dưới mắt là không phải mới vừa tốt. Diệp Thần có nhiều thú vị nói. Trịnh lão thở dài một tiếng, cũng không dám cầm Diệp Thần bức bách. Chỉ có thể gật đầu nói, ta tuyên bố, Tuyệt Hàn Tông Ngụy Dĩnh và Y Thần Môn. Diệp Thần lên cấp, thanh âm liên miên chạy đi. Vốn nên có người hoan hô, giờ phút này nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ ra, trọng tài đang thỏa hiệp. Mấu chốt bọn họ có biện pháp gì à? Đánh cũng đánh không lại, chọc tới cái này Diệp Thần, chiếu cố đến toàn bộ quảng trường thiên tuyệt đều phải hủy trong chốc lát. Trịnh lão nhìn lướt qua còn lại mấy vị trọng tài. Sử dụng một khối ngọc bội, nhàn nhạt nói, bây giờ cũng nên mở Tẩy Long Trì liền đi.
Trịnh lão ngón tay bắt pháp quyết, mới vừa muốn làm cái gì, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo dị tượng. Mây đen từng cơn, chỉ ở một bên, một mặt trăm trời, một mặt nửa đêm, tựa như âm dương bát quái. Vô tận sấm sét ở trong mây đen lăn, cuồng phong nổi lên, một cổ hoang vu hơi thở cuốn tới. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này dị tượng, có chút quen thuộc. Đây là, kính thủy tiên sinh hạ xuống. Đúng, âm dương thương khung, nhất định là kính thủy tiên sinh. Một giây kế tiếp, năm vị trọng tài trực tiếp quỳ xuống. Hết sức lo sợ. Thân thể lại là có chút run rẩy. Bọn họ tựa như tựa đầu lô đều phải gần sát mặt đất, đại biểu đối với kính thủy tiên sinh nhất là trung thành. Không chỉ như vậy, vậy đông nghịt đám người nghị nghe được kính thủy tiên sinh, đồng loạt quỳ xuống. Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Thậm chí còn Diệp Thần và Ngụy Dĩnh trước người người lên cấp, cũng là rối rít quỳ xuống. Vô cùng thành kính. Đây là đối với cường giả tín ngưỡng. Mà trong truyền thuyết kính thủy tiên sinh chính là tín ngưỡng của bọn họ. Không người nào có thể thay thế. Dẫu sao cái này Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến, do kính thủy tiên sinh một tay chống lên. Bây giờ kính thủy tiên sinh hạ xuống, nếu như có thể chỉ điểm mấy người, cũng hoặc là lại thu học trò nói, tuyệt đối là cao nhất cơ duyên. Dẫu sao một khi thành là kính thủy tiên sinh học trò, thì chẳng khác nào nhiều vô số phía sau đài. Toàn bộ Côn Lôn hư, 70% tông môn tông chủ và trưởng lão đều là ngươi sư huynh đệ. Loại cảm giác này suy nghĩ một chút liền kích thích à. Bất quá cũng có không quỳ. Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Đoạn Hoài An, cùng với mấy người khác. Chân chính người tu luyện, trừ phụ mẫu và sư phụ, ai cũng không có tư cách để cho bọn họ quỳ. Đây mới là đạo tâm. Mây đen đè thành. Dần dần một đạo thân ảnh rõ ràng. Xa xa, một cái ông già đạp một cái bát quái trận bàn, nhanh chóng hơi tới. Gió lớn để cho ống tay áo múa, tiên tôn hơi thở để cho người kính sợ. Diệp Thần nhìn lướt qua, không biết sâu cạn của đối phương. Trong ngực tiểu hoàng phát giác cái gì, con người tràn đầy một chút tức giận, giống giận trầm thấp vang lên. Tiểu hoàng ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần lại phát hiện tiểu hoàng sinh ra sát ý, nếu như không phải là mình ngăn trở, tùy thời có thể xông ra. Cực điểm. Mấu chốt tiểu hoàng vì sao đối với kính thủy tiên sinh như vậy địch ý. Trận bàn cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, ông già hai tay chắp sau lưng, nhìn lướt qua mọi người, không nói gì. Bái kiến kính thủy tiên sinh. Bái kiến kính thủy tiên sinh. Ngay ngắn như một thêm thanh âm cung kính lúc này vang khắp. Thậm chí còn có một vài người cực kỳ kích động, có chút lệ nóng doanh tròng. Kính thủy tiên sinh gật đầu một cái. Ánh mắt thời gian đầu tiên rơi vào Diệp Thần trên mình, lạnh mâu trong mắt có một đạo cuồng ý. Hắn từng bước một đi tới, cuối cùng ở Diệp Thần trước người 5 mét địa phương dừng lại. Trịnh lão và quỳ tất cả mọi người ngẩng đầu lên, khi thấy Diệp Thần các người còn không có quỳ xuống, trong lòng lộp bộp một chút. Nam Minh đạo nhân và phần lớn người thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao cái này Diệp Thần nhưng mà làm nhục qua kính thủy tiên sinh. Bây giờ lại không quỳ, kính thủy tiên sinh tuyệt đối sẽ giận dữ. Bọn họ cũng quỳ, vì sao ngươi không quỳ? Quả nhiên, kính thủy tiên sinh thanh âm lạnh như băng chậm rãi rơi xuống, làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Thần đứng ngạo nghễ, nói, bọn họ quỳ ngươi, chẳng lẽ liền đại biểu chúng ta phải quỳ xuống? Ta Diệp Thần không quỳ thiên không quỳ đất, ngươi chẳng lẽ lấn át thiên địa? Kính thủy tiên sinh nghe được câu này, mặt không cảm giác. Mà là ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm tiểu hoàng. Tiểu hoàng hẳn là nhận ra được đối phương cướp đoạt tâm, tiếng giống giận càng phát ra mãnh liệt. Diệp Thần, ta biết ngươi, thậm chí còn có chút thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi thái độ ta không thích, rất không thích, tên yếu vốn là nên thần phục cường giả, đây là thiên đạo luân hồi không đổi quy tắc, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta sẽ không, ta thích lấy đức thu phục người. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Kính thủy tiên sinh lại nhìn lướt qua còn lại mấy vị người lên cấp, gật đầu một cái, xem ra các ngươi chính là thắng được 10 người. Năm nay quy tắc có chút đặc thù, vốn là người lên cấp có thể ủng có duyên và pháp bảo, nhưng là gần đây vừa vặn tẩy long chỉ lần nữa ra đời, chìa khóa lại trùng hợp bị ta nơi được. Các ngươi 10 người cơ duyên liền ở tẩy long chỉ trong,
ai có thể ở Tẩy Long Trì kiên trì càng lâu, chính là sau cùng người thắng. Còn như sau cùng cơ duyên là cái gì, ta cũng không biết, điều này cần các ngươi đám này thiên kiêu trước mình đi thăm dò. Dứt lời, Kính Thủy Tiên Sinh cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Chung quanh một cổ thượng cổ khí cuốn tới. Vô số người tâm thần run rẩy, con người đều là kinh hoàng. Vẫy tay bây giờ là có thể dị tượng như thế, cũng chỉ có Kính Thủy Tiên Sinh có thể làm được. Mặt đất chấn động, ngàn tuyệt chính giữa quảng trường lôi đài ầm ầm biến mất. Cướp lấy là một tòa liên miên nghìn mét to lớn hố sâu. Trận pháp thế không ngừng từ bên trong truyền tới. Đột nhiên, một đạo kinh thiên vang lớn, chỉ gặp nghìn mét hố sâu bên trong, một ngọn núi loan nhô lên. Thậm chí cao vút trong mây. Tùy tùy tiện tiện là có thể ngưng tụ một đạo đỉnh núi, đây là cái gì dị tượng? Mấu chốt ngọn núi này căn bản không phải cái gì hư ảnh, mà là thiết thiết thực thực tồn tại. Diệp Thần theo đỉnh núi nhìn lên, trung ương chi địa, có một cái cầu thang. Nấc thang trên lại là hàm chứa cao nhất uy áp. Dưới chân núi, còn có một tòa màu đen mấy chục mét mộ bia đứng thẳng. Mộ bia chi trên viết mấy chữ to Tẩy Long Trì. Già dặn có lực, cao nhất thần vận. Tẩy Long Trì thì ở đỉnh núi. Kính Thủy Tiên Sinh ngừng tay lại, nhàn nhạt nói, núi này chính là các ngươi mấy vị thiên tài cao nhất cơ duyên. Người bình thường căn bản không cách nào bước lên núi này, nhưng là ta có thể mang các ngươi lên đi, là các ngươi tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Tẩy Long Trì chỉ có 3 ngày sau, núi này sẽ gặp biến mất. Phần cơ duyên này như muốn lần nữa mở, chỉ có cùng 100 năm, thậm chí 1000 năm cũng có thể. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt hâm mộ hướng lên cấp người bắn tới. Tẩy Long Trì người bình thường trên căn bản không đi à, chỉ có Kính Thủy Tiên Sinh tự mình mang lên đỉnh núi mới có hiệu quả. Cái này cao nhất cơ duyên chỉ có 10 người hưởng thụ, ai không hâm mộ. Không nói nhiều thừa thải, ta bây giờ liền mang các ngươi lên đi. Kính Thủy Tiên Sinh nhẹ nhàng vung lên, 10 vòng sáng trên mặt đất trong xuất hiện. Các ngươi mấy người tiến vào vòng sáng chi địa. Làm vòng sáng xuất hiện thời điểm, hai đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra. Chính là Kỷ Tư Thanh và Kha trưởng lão. Kỷ Tư Thanh có báo đưa số người, tự nhiên muốn lên đi. Vốn là Kỷ Tư Thanh trên mặt có chút lạnh ý lại là buồn buồn không vui. Khi thấy đứng cách đó không xa Diệp Thần, nhưng là xuất hiện một đạo ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần lại có thể không có chuyện gì. Còn lên cấp, làm sao có thể? Mới vừa rồi các nàng không có ở đây thời điểm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liên Liên Kha trưởng lão cũng là thân thể dừng lại, sắc mặt rất là khó khăn xem. Trong lòng nàng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực lại có thể còn sống. Chẳng lẽ đoạn này thời gian xuất hiện cái gì ngoại lệ? Không nghĩ nhiều nữa, Kha trưởng lão đối với Kỷ Tư Thanh nói, Tư Thanh, đi đi. Nếu vậy Diệp Thần không có chuyện gì, ngươi cũng không muốn trách cứ ta, hết thảy cũng là vì ngươi và tông môn. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, đạp ở vòng sáng trên, càng đối với không Kính Thủy Tiên Sinh chào một cái, Kính Thủy Tiên Sinh. Kính Thủy Tiên Sinh gật đầu một cái, đối với Kỷ Tư Thanh giác quan cũng không tệ lắm. Dẫu sao cô gái này coi là lên Côn Lôn hư cao cấp thiên tài. Mấy chục năm sau đó, nếu như không chết hiểu, thậm chí sẽ là quy tắc lập ra người. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh cũng là đạp ở vòng sáng trên. 10 người xúc thế đãi phát. Kính Thủy Tiên Sinh ngón tay bắt pháp quyết, lòng bàn tay ánh sáng lượn lờ. 10 đạo vòng sáng bỗng nhiên lóe lên. Rồi sau đó, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, động tác trong tay dừng lại. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần, lời nói ra kinh người nói, Diệp Thần, ta niệm tình ngươi thiên phú không tệ, ngươi có bằng lòng hay không làm ta Kính Thủy học trò. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Ai cũng không nghĩ ra Kính Thủy Tiên Sinh lại đang một khắc cuối cùng thu học trò. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì à? Kính Thủy Tiên Sinh đã rất nhiều năm không thu học trò, tại sao đột nhiên vì thế? Vô số đạo ánh mắt hướng Diệp Thần đi, hâm mộ đến mức tận cùng. Không thiếu thiên tài lại là ghen tị. Dù là Kỷ Tư Thanh cũng là khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, là Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Dẫu sao đây chính là Kính Thủy Tiên Sinh à. Côn Lôn hư thủ đoạn thông thiên Kính Thủy Tiên Sinh à. Một khi Diệp Thần đứng sau lưng Kính Thủy Tiên Sinh,
vậy cơ hồ không có tông môn dám động Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần tính cách quá biết gây chuyện, cực kỳ cần cái này che chở. Người còn lại thậm chí ở nghĩ thế nào lấy lòng Diệp Thần và Y Thần Môn, dẫu sao một người đắc đạo gà chó thăng thiên à. Ở bọn họ xem ra, như thế mê người điều kiện, là một người cũng biết không chút do dự tiếp nhận à. Nhưng là Diệp Thần thật lâu không có câu trả lời. Kính Thủy Tiên Sinh nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía xa xa Đoàn Hoài An, Đoàn trưởng môn, ngươi cần phải nên sẽ không để tâm chứ, hơn một sư phó, đối với hắn mà nói được lợi lương hơn. Đoàn Hoài An sắc mặt có chút cổ quái, không biết Kính Thủy Tiên Sinh tại sao đột nhiên như vậy. Đây hoàn toàn không hợp lực. Thậm chí có chủng con trồn cho gà chúc Tết cảm giác. Cố nhiên như vậy, hắn vẫn là nói, ta cái này người làm sư phó tự nhiên không có ý kiến, hết thảy xem Diệp Thần lựa chọn. Kính Thủy Tiên Sinh gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần, như thế nào? Diệp Thần chân mày nhíu, hắn có thể cảm giác được trong ngực tiểu hoàng tức giận tâm trạng, thậm chí để cho hắn không nên tiếp nhận. Hắn có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Kính Thủy Tiên Sinh, hiếu kỳ nói. Làm ngươi học trò hẳn không đơn giản như vậy đi, vẫn là nói, ngươi có yêu cầu gì? Kính Thủy Tiên Sinh vui vẻ cười to, sờ một cái râu, mở miệng nói, và người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi cho ta một đạo lễ bái sư là được. Dẫu sao ta không phải tùy tùy tiện tiện thu học trò. Diệp Thần con ngươi híp lại, ngươi muốn cái gì lễ bái sư? Kính Thủy Tiên Sinh đưa tay ra, chỉ Diệp Thần trong ngực tiểu hoàng. Gần từng chữ ta muốn ngươi trong ngực đầu kia linh thú. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần sắc mặt đại biến. Thậm chí có một cổ vô hình nổi nóng. Dùng tiểu hoàng đổi chó này dám Kính Thủy Tiên Sinh che chở, hắn sẽ hiếm. Hắn có 100 vị thượng cổ đại năng, ngươi chính là Kính Thủy Tiên Sinh lại coi là cái gì. Đám người chung quanh cũng là một phiến xôn xao. Hết thảy bừng tỉnh. Kính Thủy Tiên Sinh căn bản không phải nhìn chúng Diệp Thần thiên phú. Mà là vậy vô cùng cường đại linh thú, dẫu sao linh thú này có thể phá hủy Kính Thủy Tiên Sinh trận pháp, có thể gặp không bình thường. Nhưng là cố nhiên như vậy, Diệp Thần đem cái này linh sao sao ra, cũng là được ích lợi vô cùng à. Một cái nho nhỏ linh thú, và một vị đại năng che chở, đây hoàn toàn không muốn chọn à. Coi như linh thú này lại nghịch thiên. Chẳng lẽ còn có Kính Thủy Tiên Sinh lợi hại? Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Diệp Thần, có chút do dự, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Nàng không cách nào giúp Diệp Thần làm quyết định. Chỉ có xem Diệp Thần mình. Kính Thủy Tiên Sinh thúc giục, chuyện này còn cần cân nhắc sao? Ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu lên, cười một tiếng, xin lỗi, ngươi làm ta sư phụ, ta cũng không lạ gì. Còn có tiểu hoàng chỉ biết theo ta, bây giờ như vậy, sau này cũng là như vậy, ta sẽ không cầm nó tới giao dịch. Cự tuyệt. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần lại cự tuyệt. Hơn nữa còn là như vậy có lý chẳng sợ. Cũng không lạ gì. Thua thiệt ngươi còn nói ra những lời này. Đây chính là Kính Thủy Tiên Sinh à, một tòa thật to kháo sơn à. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Diệp Thần ý tưởng. Đây chính là tương đương với đánh Kính Thủy Tiên Sinh mặt à. Bọn họ lại nhìn về phía Kính Thủy Tiên Sinh, nhưng phát hiện một mực lạnh nhạt Kính Thủy Tiên Sinh, trên mặt có lau một cái sâu đậm lạnh như băng. Thậm chí sát ý, cả khuôn mặt dần dần tối. Cho nên nói, ngươi là ở cự tuyệt ta, cho tới bây giờ không người nào dám cự tuyệt ta, ngươi có muốn hậu quả này sao? Kính Thủy Tiên Sinh ý uy hiếp tấn công tới, để cho người sợ hãi. Thậm chí còn có một cổ cao nhất uy áp thụ đến, điên cuồng hướng Diệp Thần đập tới. Tiểu hoàng lông dựng lên, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang bao quanh Diệp Thần, phòng ngừa Diệp Thần bị thương. Uy áp biến mất. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không cầm ngươi trong ngực xúc sinh cho ta? Không muốn. Diệp Thần lạnh lùng nói. Thái độ dị thường kiên quyết. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Kính Thủy Tiên Sinh đột nhiên cười lên. Ngón tay vung ra, một cổ lực lượng vô hình chấn động đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ bị một cổ lực lượng xuyên thấu. Hắn thân thể tại chỗ bay ra ngoài. Ước chừng 20 mét, mới đứng vững thân hình. Khóe miệng càng xuất hiện một đạo máu tươi. Ta Kính Thủy không thích bị cự tuyệt,
Diệp thần, đừng lấy là ta không biết ngươi ở chỗ này làm cái gì. Vô tội sát hại Thanh Loan Tông trưởng lão và đệ tử, ngươi sát tâm quá nặng, cố nhiên lên cấp, nhưng là ta không hề dự định mang ngươi loại này cuối cùng đi nhập ma đạo người đi tẩy long trì. Ngươi đã như vậy cuồng ngông, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp. Cả thế giới đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ ra, Kính Thủy Tiên Sinh sẽ như vậy nổi giận. Lại là phá vỡ quy tắc, không mang theo Diệp Thần đi tẩy long trì. Không có Kính Thủy Tiên Sinh, người bình thường trên căn bản không được núi này à. Bọn họ thậm chí đối với Diệp Thần có chút đồng tình. Vốn nên đi lên số người, bị vô tình tước đoạt. Cái này cũng thật mất thể diện đi. Nhưng là Kính Thủy Tiên Sinh lại có danh ngạch này. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần đứng cô đơn ở xa xa, bị thương. Có chút đau lòng. Diệp Tiên Sinh, ta cùng ngươi. Ngụy Dĩnh mới vừa dự định bước ra một bước, Diệp Thần nhưng là khoát khoát tay, không quan hệ, ta có thể, chính ngươi lên đi. Cơ hội này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là không có nói ra. Mà Kỳ Thư Thanh sâu đậm nhìn một cái Kính Thủy Tiên Sinh, nàng trong lòng có chút tức giận. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng vậy không giúp được Diệp Thần. Nàng duy nhất có thể làm chính là đi tẩy long chỉ xem có cái gì không cơ duyên có thể cho Diệp Thần mấy phần. Bây giờ Diệp Thần quá thảm hại, cố nhiên thực lực đủ để ở rất nhiều trong đám người tuổi trẻ xưng hùng. Nhưng là ngày hôm nay bị Kính Thủy Tiên Sinh như vậy, thì chẳng khác nào phân xa. Toàn bộ Côn Lôn hư phân xa. Sau này Diệp Thần đường sẽ không rất dễ đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, bước nhanh hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần, người thật không dự định hướng Kính Thủy Tiên Sinh nói xin lỗi. Cái cơ duyên này và khó khăn được. Diệp Thần lắc đầu một cái, không thể nào, huống chi Kính Thủy Tiên Sinh ở ta trong mắt không tính là cái gì. Chỉ bất quá cái này tẩy long chỉ không đi được có chút phiền toái, chẳng lẽ nhất định phải dựa vào người này. Kỳ Tư Thanh nghe được như vậy cuồng vọng lời nói có chút buồn cười, nàng không có trách cứ Diệp Thần, mà là nhìn về phía vậy nấc thang, nói. Diệp Thần, ngược lại không phải là nhất định phải dựa vào Kính Thủy Tiên Sinh, Kính Thủy Tiên Sinh chỉ bất quá có thủ đoạn giúp chúng ta vượt qua ngày đó thang. Thang trời. Diệp Thần nhìn về phía vậy đi thông đỉnh núi thang trời. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, ngày đó thang vậy người tu luyện không cách nào bước vào. Nơi đó có trước thần tôn và vô số cường giả uy áp, phần lớn người cũng không đi được mấy bước, càng không cần phải nói đi đỉnh núi. Từ xưa đến nay, rất ít có người có thể thành công mượn thang trời tới đỉnh núi. Cho tới bây giờ không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.